Nếu mà tự có coi bài không? Tức là gửi được gửi bài ra có coi không hay là cắt bây giờ nó xíu. Rồi, nay chúng ta học tiếp cái phần mà siêu lý Abhidhamma. Thì chúng ta như chúng ta đã học qua cái tuần trước á, thì như chúng ta biết á, là cái bộ môn này á, mà chúng ta đang học á, là cái bộ môn nó thuộc về cái thằng là vô thị pháp Abhidhamma. Abhidhamma do cái ngài đại trưởng lão Anuruddha, mà Anuruddha này là sao chứ không phải là thời trước của thời Đức Phật, thì nhà biên soạn ra cái bộ chú giải mà ta hành học đây đó là Abhidhammattha Sanggatha, là tổng hợp nội dung vô thị pháp. Chưa. Chúng tôi 4 năm sau mới học lại. Dạ, 7 năm mới học chết cái đó. Thành ra cái thằng mà Abhidhamma này á, là chúng ta đang học là Abhidhammattha Sanggatha, là tổng hợp nội dung vô thị pháp. Nó cũng có tất cả là 9, nó có 9 chương, nhưng cũng có tất cả là 7 bộ của Abhidhamma. Abhidhamma mà quý Phật tử sẽ định học từ đây và sắp tới đây là chúng ta sẽ đi vô từng chi tiết của các cái phần tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tuy nhiên trong từng phần mỗi phần tâm á, sẽ kết hợp được qua cái phần bộ Thammasangini. Còn phần Thammasangini là bộ pháp tụ để mà giới thiệu qua mẫu đề thứ nhất là Matika, là mẫu đề thiện. Thì mẫu đề thiện nó còn có 3 chi tiết ở trong phần đó là pháp thiện, pháp tất thiện và pháp vô ký. Thì trong đó chúng ta sẽ được học qua trong 89 tâm hay là 121 tâm là chúng ta sẽ học tiếp qua là như vậy đó. Thì cái đó nó sẽ phối hợp cho quý tử học qua cái đó để mà ứng dụng trong pháp hành. Tại vì cái lớp học này là sư yêu cầu là quý tử học đây là học phải đi qua cái hành, chứ không phải học giống như những lớp kia nữa. Do đó những cái bài mà sư đánh tiếp tục qua những bài học của thầy Chánh La là quý tử phải coi để mà khi mà áp dụng vô là chúng ta biết ứng dụng. Thứ nhất. Thứ hai là quý Phật tử sẽ dùng được Abhidhamma, là cái phần là tâm á, quý tử thay đổi được cái sự kiện quý tử vắng ngồi vắng thiền với thiền quán. Cái đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba là quý tử sẽ được gỡ những cái cách thúc mắc, những cái khúc mắc hay những cái thắc mắc hay những cái trở ngại khi ta ngồi thiền, tại vì ta có Abhidhamma rồi, chúng ta sẽ giải đáp được cái vấn đề đó. Chính do đó đó, cái nhầm đó đó, cái mục đích này á, thì sư mới đáp ứng cái lợi ích cho cái việc học Abhidhamma này. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Do đó quý tử phải theo dõi kỹ, cũng như tuần trước á, mà chúng ta bị không có nắm bắt được khi mà ta ngồi thiền đó, là cái gì ở trong ta, cái gì ngoài ta và cái gì chúng ta mong thành đạt được đó, chúng ta vô cái thiền người ta không ứng dụng được 1 giờ đồng hồ đó là chúng ta đã mất. Hôm nay chúng ta học lại cái này á, thì sư sẽ chỉ là quý tử cái thứ hai là chúng ta sẽ vô cái phần mà Paramattha. Paramattha là chúng ta nói bằng siêu lý, là quý tử sẽ thấy là cái gì là đặc biệt, nó không thay đổi. Cái thứ hai nữa là nó là chủ của một chế định. Thứ ba nữa là cảnh với trí tuệ cao siêu. Quý tử sẽ ứng dụng đó chiều nay trong cái pháp hành ha. Và nữa nè, xin nói cái đó cho thầy nhớ rõ đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái phần mà Paramattha mà chúng ta đang học dở dàng cái phần tuần trước. Paramattha là nó gồm có 2 từ ngữ là Parama và Attha, là cái này đó là tính chất cao siêu. Parama là cao siêu, Attha là nó có ý nghĩa là nội dung. Tổng chung lại có thể ta nói nó là lý lẽ của nó. Do đó đó, ngài tịnh sự này mới đặt cái tên nó Paramattha là pháp siêu lý. Chúng ta học là pháp siêu lý. Siêu lý tức là pháp nó có nội dung cao siêu. Pháp có nội dung cao siêu nên gọi là siêu lý. Sư nói chậm quý tử nghe kịp không? Hả? Ngoài cho lại hết. Sư nói chậm quý tử nghe kịp không? Dạ nghe kịp. Hả chứ? Có nhiều là nói chậm là phải nghe kịp, nói nhanh thì nghe kịp, nói nghe kịp không? Hả chứ? Rồi hả? Rồi, chúng ta học tiếp qua cái phần mà gọi là hôm nay chúng ta học về nội dung cao siêu, pháp siêu lý. Thì nó còn có ba ý nghĩa như tuần trước ta đã học qua rồi. Nó có ba ý nghĩa, chúng ta lần lượt giải đáp. Thứ nhất đó là đặc biệt cao, đặc biệt không thay đổi, nó đặc biệt không thay đổi. Được chưa? Cái ý nghĩa thứ nhất là đặc biệt không thay đổi. Hai, cảnh của trí tuệ cao siêu. Chiều nay chúng ta sẽ ứng dụng cái này trong cái pháp hành thiền chúng ta chiều nay đó. Thứ ba là chủ của mọi chế định. Rồi,
Thì khi chúng ta học qua cái phần này thì chúng ta sẽ thấy nó có ba cái nghĩa của pháp xử lý. Pháp xử lý thứ nhất đặc biệt không thay đổi, chủ cái trí tuệ cao siêu và chủ của mọi chế cảnh của trí tuệ cao siêu và chủ của mọi chế định này, chúng ta mổ xẻ từng phần, đặc biệt không thay đổi của nó, đặc biệt không thay đổi của nó, đặc biệt không thay đổi của nó. Để chúng ta phải hiểu đặc biệt không thay đổi của nó là không thay đổi cái thực tính của nó. Nó có thực tính của nó không thay đổi, thực tính không thay đổi. Dù quá khứ, hiện tại và vị lai, ba thời như vậy đó, nó có không thay đổi cái thực tính của nó. Nên nó được gọi là absolute. Chứ từng nghe kìa ha. Vâng. Quá khứ, hiện tại, vị lai, thực tính của pháp xử lý, thực tính của pháp xử lý đặc biệt không thay đổi nha. Quá khứ nó như thế nào, hiện tại nó như vậy, và vị lai nó cũng như vậy, nó không thay đổi. Chỉ thì khi chúng ta coi cái pháp xử lý của nó, pháp xử lý nó có bốn, pháp xử lý nó có bốn. Quý tử còn chừa cái chỗ để giết nữa không? Còn nhớ ghi chép mình phải chưa chừa hả? Nó có chỉ nhánh ra chỗ này chỗ kia bất ngờ nó muốn có tự cái kiểu thôi. Có khi nó chỉ ngược lên ở đây nữa nè, phải cẩn thận đó nè, tại cái chỗ này còn chỗ trống nè, cái tự hay phao nhà nó đó, quý vị cẩn thận hết sức là cẩn thận, không phải sử dụng hết giấy chứ không là ủ giấy. Hồi xưa thì học giấy nhang áo nhang, quý tử bây giờ có giấy mình viết là phước lắm rồi, cái đó phải tận dụng cho nó ra chứ không ủ phí tốn tiền nha. Coi không được chưa? Pháp xử lý nó có bốn, đó là gì? Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thấy không? Sắc pháp, niết bàn. Vậy thì khi nói tới đại pháp, thực tính của pháp tâm, thấy không nè? Thực tính của pháp tâm là quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó luôn luôn nó biết, biết cảnh, nó luôn luôn biết cảnh, nó luôn luôn biết cảnh. Luôn luôn quá khứ nó biết cảnh, hiện tại nó biết cảnh, vị lai nó biết cảnh, do đó nó không thay đổi, thực tính của nó không thay đổi. Quý tử nắm kịp ha, pháp thực tính này không thay đổi nên gọi là pháp siêu lý, rồi chưa? Đặc biệt không thay đổi của tâm sở nó là gì? Là luôn luôn nó là thành phần phụ thuộc của tâm, của tâm, luôn luôn thành phần phụ thuộc của tâm. Đặc biệt nó thay đổi, nó tâm nó có thì phải có tâm sở, không khi nào tâm nó là một đơn vị độc nhất, luôn luôn nó có những phần phụ thuộc nó phối hợp với nó, nên nó là đặc biệt không thay đổi của tâm sở là gì? Là thành phần phụ thuộc của tâm. Nó có bốn đồng, gọi là tứ đồng, cái gọi là tứ đồng, đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng biết một cảnh với tâm, đồng biết một cảnh với tâm, và đồng nương, đồng nương một thành kinh với tâm, đồng nương cam với tâm á, là đồng nương thành kinh với tâm, được chưa? Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng nương một thành kinh với tâm, không khác biệt nha. Luôn luôn nó có bốn cái tứ, nó gọi là tứ, tứ đồng, nên ta gọi là tứ đồng, nên ta gọi là tứ đồng. Luôn luôn nó có bốn cái. Chiều nay quý tử ngồi và thiền, quý tử sẽ thấy cái tâm sở này, phụ thuộc cái tâm này. Tử sẽ chiều nay quý tử ngồi thiền, quý tử sẽ thấy. Được chưa? Rồi, nha. Chưa xong rồi. Như quý vị Phật tử sẽ thấy là cái này mình ôm lại rồi mà vẫn còn chép nữa nè. Cái này đó, cái điều này là đặc biệt không thay đổi của pháp xử lý. Đặc biệt không thay đổi của lớp học pháp xử lý. Thay đổi. Quá khứ hiện tại là khi vào chép. Đồng sanh đồng diệt là gì đấy sư con? Đồng biết một cảnh. Đồng biết một cảnh và đồng nương một thành kinh. Đồng biết một cảnh, đồng nương một thành kinh. Đồng diệt tâm. Nghe chưa? Và chưa rồi xong rồi ha. Đặc biệt không thay đổi có sắc pháp là gì? Là luôn luôn nó hoại, hoại diệt. Và đặc biệt có sắc pháp là luôn luôn hoại, hoại diệt. Đặc biệt có niết bàn là gì? An vui tuyệt đối. An vui tuyệt đối. Và chưa?
đặc biệt cái niết bàn là an vui tuyệt đối. Như vậy thì khi mà quý Phật tử ngồi thiền, quý tử qua được một cái giai đoạn mà đau, quý tử qua một giai đoạn tê, quý tử qua một giai đoạn nhức mỏi, vừa cái khoảng sắc na, vừa cái khoảng sắc na mà quý tử thấy được, quý tử nghe kịp nha, sẽ chỉ cho quý tử nghe cái này bắt nè, nghe kịp là tôi sẽ nói chậm lại. Vừa một cái giai đoạn của tê, sẽ không biết cái giai đoạn tê của quý Phật tử nó ra như thế nào. Có thể nó là 5 phút, 7 phút, 10 phút, 15 phút, 25 phút. Nhưng quý tử để cho sư nhắc nha, vừa qua cái giai đoạn tê, vừa qua giai đoạn tê, vừa nhức một cái tê, thì cái trạng thái nhẹ của cái thân nó liền á, quý tử bắt liền ra đó đó. Mà quý tử còn nói tôi qua rồi đó, thì quý tử dính vô trong cái thần kiến. Quý kịp chưa? Còn khi quý tử thấy nó là trạng thái hoại diệt, dù hết cái hoại diệt có sắc pháp, mình thấy được sự an vui tuyệt đối đó đó liền, cái đó quý tử bắt được niết bàn nha. Nhưng mà đa phần quý tử không có chịu nhìn cái đó, quý tử bị chi phối mạnh quá đó. Ví dụ như bây giờ quý tử bị một cái đinh nó đâm vô đây đó, nhổ ra một cái đó bị hết hồn, nó khỏe rồi thì cái trạng thái nó hồn dính vào đó, chứ quý tử không có ra được cái trạng thái bỏ cái sắc thần liền, thì quý tử cũng ra được cái niết bàn. Một phút rồi, quý tử mắc cái cơ hội. Nghe kịp chưa? Xin nhắc lại, chính như đó là cái cơ hội mình bắt được và không bắt được là tại đó đó. Và nó trả lời lần thứ hai. Rồi bắt đầu ngồi tìm nữa. Mình tìm đó, mình ngồi mình xuống mình ngồi tìm nữa là cái nhất nó đến. Cái nhất nó đến như thế nào? Không cần biết. Một phút, bảy phút, một tiếng, 15 phút, 20 phút đấy đó. Nhưng nó qua có cái nhất một cái đó, vừa bứt một cái nhất liền á, thì ai mua tiền đó nó đến liền. Nhưng mà mình lại không có bắt cái đó, mình lại nói ô khỏe rồi, là cái khỏe của tài chính trở lại thần kia. Kịp chưa? Nhớ nha, xin nhắc cho nó, tự phải nhớ. Chứ không có là không có bắt được, đó là kỹ thuật mà không có ai chịu nói cho quý tự thấy. Tại vì pháp xử lý nó nói như vậy, học pháp xử lý từng mỗi một phần, mỗi một bài là ta dùng được hết á, mà quý tự không dùng hết đấy là quý tự lặp đi lặp lại và đi tìm nữa. Giống như quý tử đi câu cá mà quý tử vừa con cá đó lên sắp sửa ăn mòn của mình á, mà quý tử hắt hơi một cái thì hắt xì một cái thì con cá sao? Nó lặn liền. Quý tử mắc cơ hội ra suy nghĩ. Sư nói bắt tức là mình phải làm gì? Thấy liền, niệm. Niệm liền. Niệm liền, bắt đó tức là cái tiếng Anh nó gọi là catch nó, mấy không? Yeah. Mà khi mà đã catch được nó là mắc được dính mòn, chứ còn không là mắc mòn. Không cái này là ta học là để hành, do đó mới phải nắm bắt liền, chứ không phải là cho nó vụt qua. Ta đi câu cá là phải bắt được con cá, mà không được phép là hắt hơi, nhịn ngủ xì hơi, lúc đó là ngán chịu không bắt đó. Nếu mà chịu không chịu là bắt học liền, kịp chưa? Nha. Cái giai đoạn là một là thanh kiến dính vô, hai là cô lấy được niết bàn. Không á, một phút giây đầu vô trạng thái tới giờ đó là sai rồi. Coi nghe không, là nó vô thanh kiến trở lại. Cái giây đầu tiên á, cái phút đầu tiên, cái sắc na đầu tiên, cái giây đầu tiên là cái bắt liền. À, nó, rồi trở lại là thanh kiến đó. Tôi sẽ kể cho nghe quý tử nghe nữa nè. Khi mà quý tử biết đó, nó tê. Chị tê nè, quý tử nghe theo dõi nha. Khi mà nó tê á, nè, quý tử chịu được cái tê. Ta chịu được cái tê, chi pháp nó là cái gì? Khi mà ta chịu được cái tê, chi pháp nó là gì? Ba lần mặt. Phải chưa? Do đó, cái người mà ngồi không chịu được cái tê là người đó không có ba lần mặt. Cái ba lần mặt gì? Chí nguyện nè. Ví dụ quá. Vậy đó. Do đó, khi mà cái tê ra đó, đây là cái gì? Là nghiệp. Mình lấy cái ba lần mặt chịu. Thì qua cái ba lần mặt nó gì? Là gì? Niết bàn. Trở lại thành kiến nếu mà mình không biết. Kịp chưa? Nhớ hả? Nè.
bữa nay sẽ mở cái từ từ ra, mà không có làm được thì phải làm lại nữa chứ. Đến sư là phải bắt chứ không có học, nếu mà học đó là lỗi với Phật tử chứ không phải tài sư. Do đó chiều nay gã về không có kêu sư nữa, thôi em ở nhà các tu, anh đi về trước, thấy không? Em tu chậm quá, thôi để chị về trước cho, thấy không? Chiều nay không có kêu sư nữa, có kịp chưa? Em kêu không, ít nhất cũng phải sơ đỏ sơ quả rồi, là em ở nhà các tu hành đi. Đi đơ, cái chuyện không đơ, đơ đơ là còn thăng kiến nữa, đâu đơ 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 còn thăng kiến nữa. Đi tự nhiên rồi đi chậm lại rồi bắt đầu hụt thuốc rồi, kịp kịp chưa? Chưa nghe. Thưa sư, nếu bây giờ mình ngồi trên ghế thì khó có cơ hội. Khó có. Tại vì ba năm mặt được nuôi dưỡng nhiều hơn. có sức chờ sức chịu. Mình phải đi tìm nó. Nó cho mình liền. Mà khi mà có tự đi tìm nó đó, là có tự đi tìm bằng cái gì? Bằng cái khi mình đi bắt cái gì đó, đi bằng xe, đi bằng phương tiện nào đó, phải tự phải bỏ nhiên liệu vô à? Thì cái tu của mình đã bỏ gì? Công sức vô. Mà công sức mình là gì? Ba năm mặt. Chứ không ai làm việc thiện đó. Chính cái đó xưa nay quý tử đã từng đã dùng việc thiện để mà ngồi thiền, chứ mà quý tử không biết cách dùng ba la mật. Nên xin nhắc đi, một ngày ta phải làm ba la mật làm, mà quý tử không có tìm ra được một ngày đi tìm ba la mật đâu, đi tìm chúng sanh nào để ta ngưỡng để ta làm ba la mật. Chúng sanh đây nè, ta hành ba la mật, quý tử nghe kịp không? Quý tử phải tìm ra được đó, bỏ nhiên liệu vô, thì quý tử bỏ nhiên liệu vô, bỏ nhiên liệu này, bỏ nhiên liệu gì? Chịu. Tự nhiên kịp chưa? Đó là cái tự đa hành ba la mật. Ở ba la mật có thì niết bàn, còn không có ba la mật không có niết bàn. Mà qua cả trở lại đây thằng kia chưa nắm thấy chưa? Như thế thì khi cái từng này kịp ha, tâm là lý cảnh, phụ thuộc tâm dẫn tới, mình thấy sắc phải diệt, mình phải được đạt được nhiêu thì thôi xử lý chưa? Không được chưa? Tập được chưa? Nhớ nghe. Xin hỏi sư, vậy lúc mà mình ngồi mà mình tê, vậy mình để cái tâm ngay chỗ cái chỗ tê hay là mình để cái tâm ngay chỗ cái pháp khác để mà mình... Pháp khác là pháp nào? Như là hơi thở hay là... Thì hơi thở, thì bây giờ mình theo dõi hơi thở, dạ. Còn có theo dõi cái tê, theo dõi hơi thở và theo dõi cái tê. Mình cứ thăm mồi vậy đó, dạ. Mình đặt cái bẫy rồi phải không? Mình lại lo là mở rồi coi mồi có hay không? Rồi cái chưa có, cái mình trở lại mình mồi mình đợi. Rồi cái nó chụp là mở rồi có. Chưa có, nhưng mà mình đợi. Còn nó gần tới là mình xù luôn rồi, họ bắt mồi. Thêm hơn, nhà đó mình phải biết cách gì đó. Mình xù ra luôn đây, theo chứ đó. Còn không mình nhảy cho cái mồi đó, mình đính, để mồi không bị bắt. Mình dính mồi, mình dính mẩy rồi. Thì những trường hợp có tiếng đó, thấy con vật nó chui hàng, con nhảy vô hàng, con lắp vào hàng và lại cho con vật không vô cái hàng. Đó thì như đó thì còn có hỏi đó. Còn bây giờ lắp ra nhảy chừng nữa. Bây giờ đó thì mình còn nghe ha. Hiểu chưa? Hiểu chưa nè? Anh Mỹ hiểu chưa? Hay còn đơ rồi đó. Mình phải có cái, mình phải theo dõi cái mục đích của mình là cái tê nhất mỗi nào. Còn cái hơi thở đó chỉ là phương tiện để giữ cái tâm mình không bị phóng dật. Khi mà tâm mình không phóng dật thì tâm mình mới sáng suốt. Tâm sáng suốt đó mình mới thấy rõ được sự việc. Còn cái vấn đề mà tê nhất mô đau đó là quyết định mình phải tìm. Còn cái tâm mình không giặt đó là mình giữ cái hơi thở để là phương tiện mà thôi, yeah. Hiểu chưa? Do đó cái khi mà mình không có cái đối mục, không có đối tượng để mình giữ cái tâm làm phóng giặt đó, tâm mình làm đối tượng để giữ cái tâm mình được đó, tâm mình đi giữ đó, mình phải cột nó lại, giữ nó lại. Nhưng mà trong cái giữ nó lại là mình có bốn cái kẻ thù, bốn cái giặt nó sẽ đến, mình sẽ bắt được nó. Bắt được nó là mình không có còn lo là nó xâm chiếm ra, nó sát hại hay là lấy cắp của đồ của mình. Tề nhất mỗi nào thì mình giữ cái tâm mình không phóng dật, là mình không có bị bỏ à, chắc nó không tới đâu, cái tên dật này, cướp này nó không tới đâu, vô là vô đâu nấu đồ ăn thì nó vô, thấy không nè? Mình phải ngồi đây, mình phải coi, mình canh chừng đó, nó vô là bắt liền, hiểu không? Hay là mình có khi mình sẽ biết mình sắp sửa nó tới nó hiện bài, thì mình canh nó, mình phải tập trung bắt đầu theo dõi nó thật kỹ. Lúc mà cái hiện tượng tê nhức mỏi đau nó sắp sửa đến đó, là quý Phật tử phải tập trung vào thật kỹ, nhìn thấy sắc sao đâu có sự việc của nó, chứ đừng ra bỏ qua mà bỏ chủ quan. Xin nói với tôi nghe nha, tê cái trăm ngàn lần
thì sư không có nói đếm số được nó nữa, nhưng hôm nay quý vị phải coi lại một lần, bữa nay tối chiều nay hành nè, nghe kịp chưa? Tế của mình sẽ khác hơn mấy trăm ngàn lần chiều trước, và quý vị sẽ bắt được hôm nay chứ không bỏ qua nữa. Và trong khi mà bắt được cái tế này á, là cái nghiệp của mình, và mình chịu cái này đó là ba la mật, và phải lấy niết bàn được chiều nay. Chiều nay lấy niết bàn được, cái gì? Chưa, còn không thì không cho. Khi mà mình bắt rồi đó, không cho vậy. Mình bắt mình niệm, niệm ngay cái lúc mà niết bàn đó, thì sau đó mình làm gì? Là mình trở lại hơi thở bình thường. Tại vì cái đạo nó có một sắc na thôi, là có hai sắc na tâm quả, hai sắc na tâm quả. Nhưng mà cái khi mà mình bắt nó là tâm thiện, mình phải là tương trí, phải xuất trước một trí tuệ. Giờ bắt ngay liền, ha, nha. Không, cái này bắt thiện, cái này là hiểm thế. Được cái chỉ có cái đó là cái thế gian. Còn ta đang nói pháp xử lý, pháp xử thế. À, cái đó là nó đặt đề, đúng không? À, ở, đó lo là nên bắt thiện, tức bắt thiện. Quý thầy biết kịp không? Do đó, chiều nay quý thầy phải bắt được cái hiện tượng nó tới, đừng có bỏ qua. Nghe kịp không? Đây là cơ hội có sư. Thì rồi đó, ở dưới Roma là họ quan hệ là gì đó, sư ngồi sư canh bắt dưới mấy Phật tử, phải bắt được. Mình phải có cái vốn. Làm sao sư canh được các Phật tử? Dư sức, chuyện nhỏ. Không cần ai, cái chuyện nhỏ như một cái khẽ móng tay bắt những người. Quý tử nghe kẹp không? Nhưng mà quý tử phải làm, sư mới phụ quý tử được. Có thứ không làm thì không có hiệu quả đâu. Kịp chưa? Dạ, nghe. Dạ. Bây giờ mình ngồi xuống cái tên liền, làm sao bắt? Cái tên liền là mình có bắt làm chứ? Nó chưa hết. Nó đang nữa là mình bắt được, mình bỏ nhiệt liệu cho mình đi xem đó chứ. Đâu có phải là bắt, nó hết tê. Nó phải hết tê, tê mới là cái này. Rồi, mình trở lại thanh kiến rồi lại. Do đó, khi cái người, quý tử để nè, cái người tôi đầu hoàng đó, cái tôi đầu hoàng đó, đến việc thanh kiến xong đó, nó qua cái tôi đà hàm á, nó còn tham sân bán, bắt đầu bị việc tham sân nữa. Cho là họ khoái rồi, thích rồi, khỏe rồi, tu ngon lành đó. Tham nó thì bà lên, bắt đầu có thấy bắt cái tham đó. Thấy chưa? Mấy cô nghe kẹp chưa? Mình phải có kế hoạch đàng hoàng chứ không là mình không có thành tựu đó. Chứ là lớp học hôm nay là phải siết. Cho nên sư không có muốn vô học nhiều là vậy đó. Tại vì siết không kịp, tầm quá trả được rồi. Sư bắt không kịp thì mấy cô đâu. Thì phải tìm tầm tầm đó, sư mới bắt được. Vậy sư nghe. Thưa sư, làm sao mình biết được cái sát na đó là sát na niết bàn? Cái đó là mới là mình mới là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nó báo mình biết chứ là mình đâu có thèm mình để nó nữa. Cái chưa? Mình biết rất rõ cái sát na. Thứ nhất là quý tử sẽ không bao giờ biết là niết bàn là cái gì đó. Nếu quý tử biết niết bàn đó là niết bàn của tư tưởng quý tử thôi, đó là chế định thôi. Chứ quý tử mà làm chủ của cái chế định rồi thôi, mình nói cái này niết bàn, đó là chế định. Tại vì mình biết. Còn cái này á là không biết. Không biết. Cái đạo quả là tới giờ mình chưa có hưởng. Lần đầu tiên mình hưởng là mình mới biết. Nên ta không ai nói được. Chỉ trường sư nói thôi. Sư nói theo khác rồi. Quý tử sẽ nghe không? Hay cho đấu với tất cả các bạn đi xin nghe. Bữa sư con ngồi đấy thì con thấy nhiều lần con đau cũng chịu đau tột đỉnh rồi hết lúc hết rồi là sắc na đầu dạ, thấy hết rồi dạ. Sắc na đầu dạ, mà thấy, không thấy được đó là con trở lại đó dạ con thấy được cái là lúc hết con dạ. Thấy cái đó nhớ ha thấy cái sư đó à biết tự nghe kịp cái đó là cái gì sư cái đó là sắc na đầu là niết bàn nếu mà biết tự không thấy cái đó là biết tự trở lại thanh kiến dạ. Còn rồi thấy hết cái đó là bắt đầu ngồi thở nữa hả sư? Dạ bình thường dạ. Là bắt đầu mình đi tiếp là dạ. Tôi đã hàm, đã la hàm, đã la hán luôn. Còn không mình la làng nào. Con thấy là con đau thôi, tổ tỉnh con lắc hết đau. Con biết cái đâu. Mất thiệt không? Bên đây chỉ là mất thiệt bên này la làng. Sư đó, nhé kịp chưa? Dạ. Tê là hiện tượng đang có, dạ. Bắt đầu mình bỏ nhiên liệu vô. Dạ. Nhất là hiện tượng đang có, mình bắt đầu bỏ nhiên liệu vô. Như vậy là gì? Ba la mật chịu đựng để mình lượm đó. Dạ. Yeah. Nó đến rồi. Sao đó nó hết sư? Nha. Yeah. Quý tử ngồi, quý tử ngồi canh quý tử ngồi mà quý tử mà người ta giao quý tử ngồi canh lúa. Dạ. Yeah. Ngồi canh lúa, quý tử ngồi ngủ một cái là chim sẻ người ta hết lúa phải không? Dạ. Yeah. Yeah. Biết không? Còn mình có ngồi canh lúa mà không có tỉnh giác. Yeah. Là chim nó tới chim chóc ăn hết lúa. Yeah. Là thất bại. Thứ hai nữa. Bỏ đi chỗ khác
là nguyên thú năng luôn, phải không? Thấy không? Bực bội, không có quan hệ ngồi, ngắn rồi. Cái là không bắt được lúa, không cần bắt được con chim nó tới ăn lúa. Tôi thấy ngồi mới canh, thấy ngồi canh. Còn sao nữa? Còn cái tưởng hải thí nữa nè, sẽ chỉ tưởng mình bắt canh lúa nè. Có một bãi lúa mình phải giữ, nhưng một bãi lúa mình thử. Tôi tưởng nghe kèm không? Một bãi lúa mình giữ, có bãi lúa mình thử. Cái bãi lúa thử này đó mình dưng lưới. Dưng lưới là có hai cái cây trống, hai đầu. Cái trống bên đây, cái trống bên đây, trống xuống đây nè, đó như kiểu này nè. Cái mình ngồi đây nè, lưới thì cái bãi thử đó là cái chim nó vừa tới đó, mình giật cái dây này xuống thì hai cái trống đó nó sập xuống là bắt hết một vài bầy và chim đó, rồi bắt đầu chim nó bắt đầu vô mình đi bán, người ta mua thêm chim bóng xanh, phải không? Rồi xong xuôi đó, cái lúa này không còn chim nó tới ăn nữa. Quý vị tự sẽ thấy khi mà quý vị ngồi á, có thể quý vị bị mắc một cơ hội là tê, thì bắt đầu là lúa thử, nó đi tới giai đoạn nhất rồi bắt đầu bắt được, bắt cái đó gì, bắt cái hiện tượng nhất để mà lấy một kinh nghiệm đi qua tới cái mỗi rồi qua tổng bắt đầu đó là chuẩn bị là sao, là chim không còn nữa, nó bắt đầu là canh gặt lúa, rồi cái thứ nữa là gì, đào đụng luôn, cứ tưởng phải làm được, cứ tưởng không á thì mới tưởng mất cái cơ hội. Đó là trường hợp thứ nhất, đó là người động căn. Cái người động căn họ đi từng bước, họ đi bỏ một miếng mò này, bỏ miếng mò kia, thử mới bắt được. Còn cái người lợi căn, cái này là chưa từng có, đang có, bắt liền, nắm bắt liền, hiểu biết liền. Lúc đó là ta phải biết cảnh. Biết cảnh này là người ta phải biết cái cảnh này, cảnh nào, hiệp thế, cảnh siêu thế. Cảnh nó lặp đi lặp lại là cảnh ta quen biết, là cảnh hiệp thế rồi, không cần đi coi. Lúa đó, cho chim bay tới là phải tâm tự. Bên đây thì chỉa, bên đây thì chỉa lại, không biết được làm nó không. Chim lúa ta bay, chim lúa ta bay, cả tâm tự. Chưa nghe. Thì có đi đứng nằm ngồi cũng tiền cũng được. Ví dụ như con là cái người chạy không, con chạy sau 3 mai, nghĩa là lúc đầu nó bình thường, cái sau 3 mai cái bắt đầu nó tới cái trạng thái là nó tê. Nó tê thì nó không phải là đau, nhưng chỉ là tê thì con cứ tiếp tục, con chạy 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 hoài, nghĩa là nó không còn cảm giác gì hết. Nó không còn cảm giác, con tiếp tục chạy tới 5 mai nữa. Con cứ đi chạy hoài rồi coi như là mọi vật xung quanh nó không có là cái gì của con, con cứ tiếp tục chạy hoài. Thì cái đó là cảnh gì? Cái cảnh đó là nó lặp đi lặp lại đó. Cái cảnh lặp đi lặp lại của cô đó là hiện thế. Nó cho cô có một cái suy nghĩ về thân người của cô là thân kiến. Cái đó cô thấy bắt đầu tiếp. Bây giờ cô đang suy nghĩ trả tới trả lui, lặp đi lặp lại, trả tới lặp lui, trả lui lặp lại. Cô không có thấy được cái thực tính đó là do thường khổ, do ngã. Mà cô thấy cái trạng thái cô lặp đi lặp lại, trả tới rồi tê, nhất hình mỏi, 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 còn tê nữa thì mà con không có bắt cái lúc giai đoạn mà hết tê, cái phút nó có một sát na thôi, mà con không bắt được cái đó đó thì coi như là mất cơ hội. Giờ xin nói con nghe, xin nói con nghe nè ha, trong một cái màn đen vô minh, trong cái vòng này tối ôm, nghe rõ nha, trong cái màn đen này tối ôm giữa mình và tên chọn thôi, có hai người thôi, mình và tên chọn. Và bây giờ mấy cô vừa bật cái ngọn đèn lên, bật cái cọc quẹt lên, nó chỉ nhá là một cái thôi, thấy được nó. Người ta nghe kêu không, mà không bắt được nó đó, thì cái đèn sao cũng mở lên còn nó không? Nó chạy đâu? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi chưa? Nắm được chưa? Mình phải làm sao một cái phút giây đó thôi, quyết định rồi ha. Đầu tiên của tụi phải nghe ngóng hết xung quanh, là ta chậm nó đậu đầu, dù gần yên thế nào đó, nó cũng có cái hơi thở của nó. Nếu ta nghe kịp không? Yeah. Cái thứ hai, bật cái đặt lên đó là đảo con chân mắt liền, chụp nó liền là mắt được đó. Còn không đó, không có cái bao giờ bước tôi đốt, đốt lên mặt tiền nữa rồi. Chứ mình ngồi đốt lên chụp mình mắt tiêu. À mà, cái này chỉ qua, cái này chỉ lại. Chụp mắt tiêu, chụp mình mắt tiêu, thấy chưa? Cái lớp không là lạ vậy đó, sẽ trình bài phá, không được rồi không? Nghịch mắt rồi, chào cái mắt mình mắt tiêu. Chưa? Hiểu ha? Quý tính nắm được chưa? Bữa nay quý tính phải bắt được cho được. Không bắt được là ủ lắm. Tại vì người ta học kỹ mà.
Thảo nè, tao mà biết cảnh, cảnh cũ không bắt nữa, niệm lại, bỏ đi. Do đó cái bài học mà sư đưa ra hôm nay, 2, 3, 4 đó, là cái tưởng nghe kịp không? Không cần đi ra, trở cho liền, niệm lại, để giữ cái mồi mình đang bắt, chứ không phải mình giữ như cái trường hợp mắc sức kia. Đó, cái ý nghĩa là gì? Mình không có mắc sức nữa, là vì mình tâm mình tới biết cảnh. Mà anh này luôn luôn là hỗ trợ cho mình, là mình có binh lính, mình có lực lượng, mình có một nhóm hỗ trợ mình, thì mình phải làm được. Nó đồng biết cảnh với mình nè, đồng lương một cái thần kinh với mình mà, và nó biết đối tượng cảnh của mình, tâm mình muốn quý tớ nữa mà, thì mình nhờ nó nhờ mình. Mình từng có hai giặc á, chỉ có 3, 4 thôi, tề nhất mô đào thôi. Có người thì không có mỗi, có người thì có tề, còn có người có nhất đào. Do đó nó mình chỉ có 2, 3, 4 cái tinh giặc đó thôi. Mà 4 cái tinh giặc đó là 4 đạo quả đó, sẽ nhị tâm tứ đạo đó. Ha, mà mình phải nhìn thấy được cái quậy diệt sắc, giữ cái tâm bắt lùn xuống ăn cái thịt đó đi, kịp chưa? Xử lý, dạ. Yeah. Thưa sư, con có thể miss, tức là mình tê nhức mỏi đau mà cái niết bàn nó chỉ có một cái sắc na. Sắc là một à? Một cái thôi. Một còn giống là tâm quả liền. Tức là mình miss, yeah. Miss luôn đó. Miss luôn. Thế cái là không có cơ hội để mình đã đi ngồi câu cá lại, thăm mò lại, hoàn toàn là uổng công như cùng. Cái tự phải cơ hội đó đó. Sư nói tự nghe kèm không? Có sư, cái tự đừng lo, có sư. Chỉ khi nào sẽ đi ngủ thôi. À. Còn quý tử ngồi thế nào không nè, nên ở dưới đó, họ dàn chặn vô lắm, họ ngồi trước mặt sư không mà họ bắt ngồi cáp sư để mà sư nhiếp cho họ. Còn họ có sau lưng sư đó thì sư không thấy, nhưng mà sư nói sư có hai con mắt, có hai thẹo đây nè, là sư còn thấy được. Chứ được tới mất sao đâu, cố thấy. Nghe chưa? Cũng nói sao nói nữa, bỏ này, cái battery, ok. Rồi quý tử nghe kẹp ha, do đó đó thì quý tử phải làm cái này, quý tử phải làm được cái đó. Nếu như mà quý tử mà không có làm được cái đó đó, ha, quý tử không có làm được cái đó đó, uổng có cơ hội như quý tử bữa nay đó. Bài vở đó là sẽ chuẩn bị hết là vậy đó, biết quý tử nghe kẹp không? Sư đi bài song hành với cái pháp xử lý của nam cái tự học là vậy đó, mà còn chiều nay không ngồi nữa, không có bỏ qua cơ hội ha, bắt vững liền mà sư sẽ chỉ gõ lại lần nữa cho tự thấy niết bàn là cái sự an vui tuyệt đối ngay lúc đó. Cái phút giây sau á, cái phút giây sau á là nó không có an vui tuyệt đối nữa đâu, vì nó có cái cảm tính của mình vô. Biết tới nghe kịp không? Hiểu chưa? Cái phút sau á là nó không có ăn thua tuyệt đối nữa, tại vì nó có cảm tính của mình vô, tô tai trong đó. Biết tới nghe kịp không? Vâng. Hiểu chưa? Dạ. Thưa sư, như vậy là cái niết bàn này là chưa có tới cái trạng thái thánh quả hay chưa? Là thánh quả đó. Thánh quả luôn. Thánh quả luôn á. Niết bàn luôn đó. Chứ sư không phải là cái trạng thái mà ăn vui của thế gian đâu. Paramang Sukhang á. Và mình cứ tự làm được. Tại vì quý tử nói quý tử có ba la mật thì sư trình bày quý tử ba la mật, lúc đó quý tử bỏ vốn vô nó chịu đựng đó, hiểu chưa, nắm được không? Không ai trả lời hết. Dạ vâng. Cái này mình phải có cơ hội mà không làm á thì không có làm được đó, hiểu chưa? Rồi trở lại, đặc biệt không thay đổi của pháp xử lý là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có tính chất của nó luôn luôn là như vậy. Tâm luôn luôn biết cảnh. Tâm sở của nó là luôn luôn là phụ thuộc của tâm. Đồng sanh, đồng diệt, đồng tiến một cảnh, đồng nương một thành kinh với tâm. Sắc pháp nó luôn luôn là vậy diệt. Và niết bàn nó có một cái thực tính là gì? An vui tuyệt đối. Mình hưởng niết bàn quá khứ, niết bàn hiện tại, niết bàn vị lai. Mình hưởng niết bàn của sơ đạo, sơ quả, niết bàn của vị đạo, vị quả, giống với nhau. Cái mùi vị nó giống với nhau, nó không sai chặt. Giống như là quý tử lấy cái giọt nước biển ở Thái Bình Dương qua giọt nước biển ở Đại Tây Dương giống với nhau, không có sai biệt, là cái này mặn hơn, này lạc hơn. Quý tử nghe kìa không? Do đó niết bàn là an vui tuyệt đối, là thực tính của nó không thay đổi. Các sông các rạch nó có mùi vị nó khác, nhưng xuống tới biển rồi đó có một vị duy nhất. Tất cả biển trên thế gian này có một vị duy nhất,
là bị mạng. Niết bàn có nguyện nhất là gì? Là sự giải thoát. Pháp Đức Phật có bị giải thoát là diệu duyên. Rồi chưa? Nắm được chưa? Dạ. Rồi ha, xin nghe. Sự cái khi mà mình pass cái niết bàn rồi nó qua cái thân kiến, rồi mình cứ tiếp tục mình ngồi nữa thì nó lại mấy trăm kiếp sau nó có lợi. Sư, nhưng mà và, cái sự tê nhức mỏi đau nó vẫn tiếp tục nó lấy thành thì như vậy là sao? Vậy bắt đầu mình còn cánh mồi đó, bắt mồi đó. Lại cánh mồi nữa. Dạ. Nhưng mà mình đi qua một cái hay là cái người mà bắt mồi nhớ sớm. Con người học giả bắt mồi mùa lâu. Nó cũng vậy nha, nó có cái mồi nó cơm tới à. Cứ tự bắt mua con trùng bỏ vô là bắt mồi thế nào cũng bắt được con cá. Mà cứ tưởng là bắt cái mồi luôn là cái tự thua. Nhưng mà mình tiếp tục mình ngồi nữa cái trạng thái nó vẫn xảy ra và nó dẫn tiếp tục khác. Khác. Nó là khác. Đương nhiên, hồi nãy cái tê nó ít nè. Nó qua rồi phải không? Cái trở lại cái tê trở lại nó tê nhiều hơn. Nặng hơn, nó xiết hơn. Mà cũng qua nữa tin. Cũng qua nữa. Rồi nó đau lên. Đau hơn, đau nhiều hơn. Cũng qua. Vậy mình tốn ba thời rồi. Quý vị thấy không? Một thời thôi, lụm nó liền. Giờ đâu chịu lụm. Hai thời, ba thời, bốn thời, hết một kiếp luôn. Giờ càng ngồi sau nó biến mất luôn rồi. Đâu là xong biến mất được, nó tới khi nào đến đầu quả thôi à. Khi nào có thể diệt được thanh kiến á thì mới tự tới đạo quả. Mà có đạo quả thì không còn thanh kiến. Đó cái cửa đó phải đi qua vậy nè. Dạ, đó là cái chỗ mà con muốn nhấn mạnh là cái chữ niết bàn thì nó sẽ diệt nhiều lần rồi mới qua cái thanh kiến. Niết bàn sẽ diệt nhiều lần. Thì nó mới thành thanh quả. Bị mất mấy lần cho nó phải diệt nhiều lần. Mất cơ hội nhiều lần chứ sao diệt nhiều lần. Mất niết bàn mà diệt nhiều lần sao đó. Cái câu đó không đúng. Mất nhiều cơ hội để mà bắt được niết bàn. Em mới coi cái kẹo không? Để mới coi dướng cái tâm thanh kiến này. Mà khi qua thanh kiến rồi không có trở lại. Để bắt đầu đối diện cái gì? Mình quá dính tham. Mới rồi bắt đầu chạy theo, bắt đầu diệt tham tiếp. Mà cái tham lúc đó nó hổ lắm. Nó dụ mình kinh khiếp lắm. Hết cái dỗ tham. Dạ, hết dỗ tham. Cái này là dỗ được. Sư sư, con lại đã hỏi sư lần nữa. Ví dụ mình ngồi á. Mình ngồi mình thấy đau, lát hết đau là mình biết cái đó là mình thấy cái đau rồi, mình biết cái đó là thấy rồi mình tiếp tục ngồi nữa là cũng vậy thôi. No, hết đau. No. Mình có cái kiến sự khác á, nó còn những kiến sự khác đó đánh mình tiếp. Yeah. Mình phải biết, yeah. Nghe kịp chưa? Yeah. Hiểu không? Yeah. Mình phải chuẩn bị nha. Coi hiểu chưa? Coi tiếp. Thì nó sẽ nói cái niết bàn đó là cái đại diện của thân kiến rồi. Nó mà có bắt được. Nếu mà bắt được thì mình bỏ thân kiến. Mà không bắt được trở lại thanh kiến như không? Dạ bắt được thì ví dụ như mình thấy đau, mình thấy mình biết rồi là mình quan trọng là bắt được rồi. Nói chuyện đó, đừng nói chuyện đấy. Dạ. Quan trọng đó. Bắt được. Cái này là quan trọng á. Thấy là đau, thấy rõ ràng. Cái này là một là con kiểu sư, hoặc hai là kiểu em đó. Muốn bắt lời nào cũng phải chịu à. Cứ mình niệm. Có đau đó. Một sắc na. Thôi. Nhưng mà sao nó đau đó hả? Sư nó lẹ hơn cái vật đèn quẹt lên rồi đó. Cái đèn quẹt ở trong mình đem á. Mình đem mình thấy đó rồi. Bằng mình cá thôi là thấy là mình thấy đó rồi thì sao nữa làm sao. Thì mình tự nhiên là xong mình mới bắt được rồi đó. Thì có những thanh kiến rồi. Dạ gì con thấy được cái đó. Dạ. Con thấy là cái sát na mà con thấy hết từ đau tới hết đau con thấy được rồi. Nhưng mà con không có thấy được cái gì mà con trở lại là con mới hết cái đau rồi thôi. Thì con nó có qua rồi. Thì khi mà con nó có qua rồi là con ồ. Thì là cũng có thấy là mình mới biết rồi đó, thì vô thường mình biết là nó hết rồi. Hả? Biết cô nghe kịp không? Nè, khi mà cái tâm đạo đó đặt rắc vô cái bắt được ba kiếp sử liền đó thì nó trở lại hai tâm quả cho mình hưởng tâm quả ha. Chưa hết tâm quả trở lại gì tâm muốn phàm, tâm thường trong một con đen mình ngủ á là tâm muốn phàm, nó trở lại tâm bình thường còn bắt đầu phát cảnh tiếp. Nhưng phát cảnh tiếp đó là nó bắt đầu đi tới rồi. Tại vì mới tự đi vô dòng dữ lưu đó, vô dòng thánh nhất á, là không có lui là được đó. Là đi tới đó là mình thấy gì? Cái tham nó nổi lên. Cuồng cuộn, mình thấy mình quan hỷ quá, mình thích rồi. Cái là mình vượt qua một giai đoạn ngọt của đó. Cái tham nó lên. Tại vì mình không thấy cái pháp dục. Lúc đó mình lại khởi lên là cái tham dục. Là mình đang ngồi tận hưởng đó. Giống như người mà đắc là thằng thông rồi đó. Hiện mà thằng thông đó, họ thích cho thằng thông, họ không phải cái đó. Đã đi tới đâu quả. Bỏ thằng thông đi. Nhưng mà cái người không có người thiện trí họ hưởng lấy cái thành tâm, họ bỏ cái cơ hội là cái phương tiện tới để chi đạt cố cánh là niết bàn. Do đó cái thành tâm đó là cái trạng thái bỏ mình phải đi tiếp. Thì cũng như vậy, khi mà mấy cô đắc được thanh kiến á,
diệt được thanh kiến rồi đó, đắc được siêu quả. Sau đó siêu quả đó là cái tham nó nổi lên. Cái tham này là lúc đó là mình quan hệ lắm, mà cái tham này khó tả hơn là cái tham thông thường. Cái tham mình tham ăn, tham uống, cái đó là tham thông thường. Còn cái tham này nó tham là gì? Là mình muốn mau tới nữa, mau tới nữa giống như đại đức Ananda vậy đó, phải không? Còn một đêm nay là ngày mới là đi tới cái tập tinh tạng đó, ngày phải tham muốn cho ngày quên cái mắt pháp dục. Cái đó ngày đi làm liên tục cái đó, cái ngày không có thấy cái pháp dục mà bị dính cái tham dục. Tại vì ngày chưa tới nhị đạo nhị quả là ngày chưa diệt được cái tham, chưa diệt được cái sân thô, mà còn tham thô, tham tôi, tham tế cả hai. Cho đó cái ngày mới xả ra lại là thôi, này không phải là tham dục nữa, mà ngày điều tiết nó lại là pháp dục á, thì mình tới đạo quả luôn. Mình biết là tử cũng vậy thôi, y như vậy đó. Khi mà mình tu tới mức đó mà được cái đó đó, mình khởi lên một cái gì tôi ta, trong đó là ngã mạn. Cái ngã mạn này nó khác cái thành kiến. Cái thành kiến là mình thấy sai, chấp lầm kiệt cái thân, còn ngã mạn là chấp giữ vô cái ngưỡng này là tôi ta lừng lẫy số một, không có ai hay hơn ta, đó là ngã mạn. Mấy con nghe kịp không? Ví dụ như mấy con nói thế này, chính vấn đề là con người của tôi không có thấy già, con người tôi không thấy già là gọi là thành kiến. Con người tôi là nhất trong đời, không ai hơn, là ngã mạn. Kiểu không? Tôi thấy tôi trẻ mãi, tôi không có già. Ai nói là tôi không đồng ý đâu, cái đó là thành kiến. Ai nói tới mình già, bệnh, hay là mặt xanh, hay là ốm, đó mình nói cái đó không có, cái đó là mình còn dám thành kiến. Còn đối với ngã mạn đó, là mình có sự so sánh tôi ta hơn bằng phù. Con nghe kẹp không? Hiểu chưa? Do đó đó, khi mà tự qua được cái thân kiến này đó, khi tự qua được thân kiến này á, là tự sẽ đối diện với cái tham của cái ngã mạn. Mà tới tứ đạo tứ quả mới qua được cái ngã mạn nè. Mình chỉ qua cái thay đoạn đầu đó, phải bỏ tham thô là nhị quả, bỏ tham tế là tam quả, lúc nó ngã mạn nó bừng lên, bừng dữ lắm. Thì sẽ nghe cho một cái ví dụ rõ để biết cái tham dục tính pháp dục. Cái tham dục là lúc đó đó mình mừng quá, mình nói là mình là số một rồi, nhìn qua cái hội chúng này còn phàm phu, ta là thánh nhân rồi đó, là cái tham dục lên lần này. Còn cái pháp dục là gì? Mừng là như vậy, vẫn tiếp tục, tại mình chưa đến đạo quả. Của báo là tứ đạo tứ quả là pháp dục, còn đi tiếp nữa là mình phải đi lên, đi kịp chưa? Hay chưa? Thưa thầy, này nói cho con là đây đó là thân kiến. Ví dụ như mình tới lúc mình hết đau là mình niệm kiếp này, đó đau rồi sẽ hết đau, là tức là vô thường, là mình không có niệm kiếp, không có niệm kiếp. Nên xin nghe nè, nếu mà niệm đó là mình gấp vô là cái tâm biết cảnh. Ví dụ như con hết đau, cảm giác hết đau là cũng phải nghĩ sao mới đúng? Chứng ngộ. Nghĩ hết đau là biết cái này là vô thường, là chứng ngộ vậy thôi. Nghe chụp nha, không có niệm. Không niệm gì hết. Hả? Mình thấy là hết đau là biết vô thường trong lòng thôi. Vừa như đi con đem anh sao sẹt xuống, anh chấm sẹt xuống, bừng lộ liền. Chứ đâu có niệm. Không nói gì hết. Niệm không kịp. Thì có mình có cảm thấy không đau. Cảm thấy không đau. Mình ngồi nhìn thấy rồi liền. Nhìn thấy từ người qua xin tới nhìn thấy được ai có được. Không có được nói. Bắt đầu con hỏi tới. Thắc mắc thì trả lời. Sau khi mình ngồi một tiếng đồng hồ, mình bắt đầu mình bị tê nhức. Rồi. Nhưng mà tê nhức rồi xong sau đó cái hết cái trạng thái tê nhức nữa, nó cứ bình thường, cái bắt đầu mình tê nhức tiếp tục. Thì nếu mình cố giữ, cố chịu đựng như mình nói đây là cái bản thân của mình. Chịu. Để cho anh đau nhất. Thì có khi nào cái gân của mình nó giãn quá ở đất luôn. Rồi không có bỏ, không có sao đâu, không có liệt đạo đâu. Không có liệt đạo đâu. Có thể gọi là thanh kiếm như sao chứ? Không có sao. Cái đó là thanh kiếm. Cái thanh kiếm tuyệt đối luôn đó. Sợ mất chứ sinh viên Đức Duy Căn luôn. Wow. Thấy chạy chưa? Sợ Đức Duy Căn luôn. Không có sao. Câu trả lời bình thường. Để sư kể cho nghe.
một nhạc sĩ nổi tiếng làm đứt bao nhiêu đinh với đờn? Nhiều lắm, nhiều lắm. Một nhạc sĩ nổi tiếng làm đứt bao nhiêu đờn? Dạ. Sư là không biết bao nhiêu đờn trong đời, sư là người ta quá xích. Dạ. Dạ, sư nói tiếng nghe. Biết bao nhiêu đờn bị đứt? Mạng giống gì? Dạ. Dạ. Dân đức khó khăn. Cô đừng có nói gì nha, cô biết rồi, không có cái đâu. Còn bắp quẹt hết. Cái gì xả không, cô thấy không? Cô Dung, cô đừng có nghĩ cái đó. Không biết bao giờ có. Biết luôn mà. Trời ơi, cái thắng được cái con nha, nhỏ xíu so với Đức Phật à. Mà Đức Phật ngày ngày đâu bị đứt đâu. Không có đứt luôn mà. Ngày không có bị đứt, nên cô đừng có lo. Cái dây cây của cô vẫn còn dẻo dai. Cô kéo nó tới mức độ nào vậy, còn bây giờ tới năm mới đứt đầu, còn không có xả. Đừng có xả. Cái phần lúc đó là mới 30 tuổi, 40 tuổi, bây giờ là 50, 60 tuổi. 50, 60 tuổi rồi, bắt đầu so cái tuổi Đức Phật đó. Cái giai đoạn của Đức Phật còn dẻo, tại vì mày mới 29 tuổi à. Còn ở đây mấy cô trên 50 rồi. Em mà con như thầy, con mới 47 à thầy. Mà con không sợ Đức Chi coi, mẹ Đức luôn. Được chưa? Nghe lại ha. Nghe lại chưa? Bữa nay làm được ha. Dạ. Ngồi. Ngồi để mà thấy. Cái đó là cơ hội. Dạ. Nguyễn nè. Dạ. Nguyễn Phật tử xây nè. Nếu mà bắt không được mồi, như là một ngồi một ngày mà không có mồi tới, cái nào cũng buồn không? Bắt được mồi hay không? Bắt được mồi được hả? Ngồi không có được mồi. Hay là ngồi mồi tới mà bắt không được, cái nào buồn không? Bắt được mồi tới. Mồi tới bắt không được. Mồi tới bắt không được. Mồi tới bắt không được, đau khổ lắm. Bắt không được. Bây giờ mồi nó tới, mấy cô bỏ. Bỏ đi. Bắt được. Mấy cô bắt không được. Mấy cô đi bắt không được. Mấy cô đi sang mồi làm gì nữa? Cô bắt được. Hả? Mồi đó nhóc bây giờ nè, bây giờ mồi đó nhóc bây giờ nè. Mấy cô bắt được đi tìm. Nên có nhiều người họ hỏi sư chỉ có cách mồi sao không bị tê đi. Không muốn mồi vô tới. Ngồi. À, sẽ nói từ hướng sẽ chỉ cho cách ngồi không tê. Sẽ chỉ cách được ngồi bị nhức đi, rồi sẽ chỉ cách không nhức. Ngồi không có mồi tới. Ngồi không có mồi tới. Ngồi không tới nữa bạn. Ngồi hoài. Thế cô thấy mà. Bây giờ mấy cô thấy nè. Đi bị lạc đường. Hay là không có địa chỉ mình đi. Được rồi nha. Đi lạc đường hay là không có địa chỉ mình đi. Cái đầu đi. Cái đầu vậy chứ. Đi ra thế giới rồi. Không biết hơi. Trả lời cái đó. Đó nữa cũng nói tại sao có địa chỉ mình đi đó. Lạc đường không biết chỗ không thứ à. Mình nghe. Thật sự con cố gắng con tìm hiểu cái siêu lý đó, với vấn đề mà tê đó. Thì là khi mà mình tâm mình biết cái cảnh là tê rồi đó, thì cái tâm sở, mình không biết là tâm sở. Nó đi theo liền. Đi theo liền. Nó không có lời mình, không có lời mình một sắc na. Nó là đồng sanh đồng diệt mà. Yeah. Đến khi mình sắc pháp nó hoại diệt, tức là mình hết tê. Tức là mình gặp Niết Bàn. Rồi nghe ta đó, tức chưa ngộ. Cái siêu lý nó go through. Nó luôn, nó không có đi ngục thôi lại. Có lúc nào vậy đó. Được chưa? Rồi, cái nữa là khi Quốc Tử phải nhớ nó có hai mặt. Cái tâm sở này nó có hai mặt. Một đó là bạn ta, hai là kẻ thù ta. Một là kẻ bạn ta là nó tâm nó đưa ta tới cái thiện. Còn mà kẻ thù ta là làm cho tâm ta hướng tới bất thiện. Mình cô phải nhớ. Cái người mà phụ thuộc này nè, cái tâm sở này phụ thuộc nó lái cái tâm mình đi cái trò như thế. Nếu mình tự bày được cảnh là khi mình ngồi thiền nó êm ái á, ngồi thiền mà êm ái á, mình đừng tưởng đó là tâm thiền. Có thể là tâm bất thiện là gì? Đang tham.
mình đang hưởng hưởng thụ, à, ngồi thiền thấy em thoải mái, đừng có tưởng là thiền, phải không nào? Mà cái đó là có thể là tâm tham đang hưởng thụ, hưởng cái giây phút sung sướng đó. Nhưng mà cái đó là bất thiện đó, là nó dắt mình đi tới cái con đường gì, là đi mà không có địa chỉ, đi lang thang vô định. Biết tên cơ, biết tên nghe kịp không? Rồi, mình phải trở lại liền. Ủa, ngồi mà sao thế em hái vậy? Là chắc là không được rồi đó. Cái này không đúng. Dù biết bác sinh nam mà, cho nên phải đi thiền chỉ đâu. Đi thiền chỉ nó vô ngồi em hái được. Vô đường 1, nhập định vô đó. Ngồi hưởng trong đó 1 tiếng, 2 tiếng ngồi em hái. Mua, sấm chớp trời mưa giông bên là không có hay biết hết á. Trong đó thôi, biết bác tử nghe kịp không? Do đó là nên siêu thường hay đóng phone là vậy đó. Tại nhiều khi phone nó lên ra mắt mình bị phóng tâm ra bác không được, tại mình đang ngồi chú trong cái định của mình à. Mới thật tình kỷ mà sơ bây giờ là phải thường xuyên chỉ không cho đâu có quán được, đúng không? Xin bị trở ngại để chỉ không à, vô giờ tắt còn vô hưởng liền, còn hưởng với tôi nghe kẹp không cũng có phone đâu, cái đem tâm mình ra ngoài coi, lo nghĩ tới cái phone rồi đó phải cắt rồi. Thì cũng mình vậy đó, khi mà mặt tôi ngồi thiền nó êm ái á là nó chỉ rồi. Mình phải cho nó thấy được sự thật, muốn là tâm thiện chứ. Thế tự biết mà tự nghe kịp không? Thì khi mà tâm thiện của mình lên á là mình phải nhìn thấy được sự gì thực tính của nó hiện bài với cảnh, thì mình có tâm thiện. Mà lại khổ là khi trong thiện á nó là có kẻ thù của nó, là bất thiện nuôi dưỡng cho nó. Mình thấy tê, mình đắm, mình chờ nãy giờ mình đợi đó. Tê giờ nó tới là cái mình nói cái tâm sân lên có thù, cái thù nó nằm trong cái thiện. Bản chất bất thiện này không cần nói, nhưng mà cái tử phải cẩn thận trong cái thiện nó có cái thù đó, là nó núp ở trong đó đó. Khi nãy giờ mình ngồi không thấy tê, nó không thấy tê, mình nuôi dưỡng nó là bất thiện, rồi mình lại tâm tham mình thích. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình ngồi qua mình trở lại mình theo dõi kỹ rồi mình thấy hiện tượng tê nó tới rồi, cái mình đùng bắt nổ tâm sân. À, không có nhìn thấy được cái thực tính của cái tên này là cái việc thiện để mình bắt được nhớ ba la mật này đang chịu đựng để mình thực bắt được niết bàn, cái mình để cho cái xăng nó nổi lên cái nó lôi lên mình ra mắc cái câu hỏi hiểu chưa? Nếu tôi nghe kịp không, bắt thiện hết á thì mình không sợ, mà trong cái thiện mà có bắt thiện là đáng sợ, tại vì mình phải sàng lọc. Nên cái tiến tình tu của tệ quán đó là nó có phần là chích táo với su thi, là tâm thanh tịnh, là tâm phải sàng lọc. Tâm thanh tịnh là tâm phải sàng lọc. Tâm không sàng lọc như người thợ đãi vàng thì còn vàng pha cám pha cát. Biết tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Dạ. Do đó tôi đừng có mong cái bất thiện là sợ. Mà cái tôi sợ là cái thiện nó còn nuôi dưỡng bất thiện mà mình chưa lọc hết. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tôi sẽ nói với tôi nghe. Cái bình nước 5 gallon đó, tôi tự thấy đúng không nè, là nó sạch hơn cái nước máy. Mình tin như vậy, đúng hay chưa? Cái tôi đồng ý không? Cái bình nước đó nó sạch hơn nước máy. Mà nước máy mà mình sợ là nó có cái đường ống chưa? Yeah. Cái đường ống của nước máy đi chưa? Còn mình bấm nước mà nó uống đó thì cái đó mình không thấy vệ sinh. Tuy nhiên cái bình nước đó không có tự để bên ngoài, tối mà tự không để nó con trùng nó leo lên miệng, mờ sáng tự đâu thấy, mở cái bình nước đó nó được dẫm xuống vô nó, cái bắt thiện từ cái miệng nó vô trong cái bình bụng của tự lại, phải không? Mà mình không biết cái đó đó, mình không có lau cái miệng đó trước khi mình dẫm cái bình để vô, thì con gián con ruồi con chuột nó bò lên đó đó, mình bỏ vô đem vô là hết. Thì trong đó là gì? Là có độc tố rồi đó, có vi trùng rồi đó mà mình không hay. Tức là thiện, nó có bất thiện trong đó. Phải cẩn thận. Thì khi mà tê nó đến mà cứ tự lấy được ba la mật là cứ tự tiếp tục giữ thiện, còn tiếp tục giữ cái thiện. Nhưng mà tê tới, tự nổ xăng lên á là cứ tự trở là gì? Bất thiện trong khi cái thiện. Hiểu chưa? Lúc đó mình tự không có cơ hội đi tới được đó. Đang ngồi nói chuyện bực quá, khó chịu quá, đứt dây gần rồi.
Hiểu không? Nó tức tắc à, nó tức tắc vậy nè. Nên quý Phật tử biết không, khi ngồi thiền đó, nó có hồi xưa đó, cái danh từ hồi xưa đó bây giờ bị nói quá đó, chập quá đó, ghẹo nhiều quá đó, người ta bỏ không dám nói nữa. Nó tới cái giai đoạn là sợ hãi quá đó, nó gọi là tệ cuốn chiếu. Cuốn chiếu gì luôn? Là vì sao? Không dám ngồi nữa. Cuốn chiếu gì nhỉ? Sắp cái chiếu bỏ chạy nhà. Thiền vừa chạy ra ngoài cửa đó, ông thiền sẽ đưa đó. Kêu vô, ngồi lại. Thì cái đó là chỉ là giả cảnh thôi, đừng có sợ, phải đi tiếp, sẽ bắt được. Rồi chứ, nên nếu không có thiền sư giữ mình ở ngoài cửa đó nha, là mình buộc chạy về đó, về rồi không có trở lại nữa. Về không trở lại nữa. Cái đó lúc là tệ, kinh sợ lắm, hãi hùng lắm. Thì mình đâu có dám giết mình đâu. Mình đâu có dám giết mình. Mình giết người khác được chứ đâu dám giết mình. Thành ra đó, chính cái đó là đối diện lúc đó sự thật nó đến cho mình rồi đó. Mà quý tự vô qua được cái đó rồi đó, là thôi xong. Đây gọi là bỏ sát phàm, giữ được tâm thánh nhân. Nghe kịp không? Bỏ sát phàm, giữ được tâm thánh nhân, chứ không phải là chuyện sự giữ được sát thánh nhân. Nghe rõ hai cái từ ngữ nha. Bỏ sát phàm, giữ lấy được tâm thánh nhân, cái mới được. Còn không á, là vừa xa, vừa sát vừa phàm, vừa tâm luôn, là phàm nhân. Hiểu chưa? Nắm được chưa? Quyết định ra quyết định được chưa? Học có một pháp xử lý này thôi đó. Quyết định thấy không nè? Một cái này thôi đó là quyết định đủ để mà chiều nay mình dùng đó. Sư phụ sẽ cho rõ đàng hoàng chi tiết quyết định ra nè. Còn chưa? Rồi, cái tâm của mình hai cái vấn đề này phải có. Bất thiện thì chúng ta cắt được. Nhưng mà trong cái thiện mà nó có bất thiện lẫn lộn thì nó mình khó cắt. Thì tôi phải gắng cố gắng thành lập, sàng lọc, lấy bất thiện ra. Khi tôi tự lấy được cái thiện nó tới, khi tâm nó tới, tâm là cái khăn nó tê nó đến á, là tôi tự nhìn cái tâm mình trước. Khi mà mình nhìn cái pháp nó đang hiện bày, nên cái bài mà ngài Chatila ngài nói á, xin vui lòng nhìn cái tái mình trước. Khi mình niệm cái pháp đang có, sẽ có định để trong đó xin như là mình niệm cái tái mình trước. Khi mà mình niệm cái pháp đang hiện bày thì cái đó mới ra được. Là như thế nào? Khi có tưởng đi cái tê nó đến á, thì tâm có tưởng là gì? Niệm cái tâm của mình là thiện hay là bất thiện, hay quan hỷ hay đang có trạng thái gì sợ, sân, khó chịu, bực bội. Lúc đó là tụi mình coi cái tái mình trước. Trước khi mình niệm tê à, hiểu chưa? Phải niệm cái tái mình trước. Niệm là khi mà cái tôi niệm là tôi nắm được cái tái của mình đó, giữ được cái tái của mình rồi đó, là cái cảnh nó đến đó, là trong tay cái tâm của tự đang quyết định. Hiểu không? Yeah. Quý tự không giữ được cái tái của mình á, quý tự không niệm được cái tái của mình trước á, thì quý tự niệm cái tê đó chỉ là một cái niệm từ tê, nhưng mà không có một cái hành động để bắt được cái tê. Cứ tưởng tượng nè, bây giờ sẽ nói nè, ngồi canh chừng mồi mà con mồi nghe, mình chưa biết con mồi đó lớn, không biết mồi nó nhỏ, mình nghe tiếng sột sạt trên lá động đậy xung quanh, rồi bắt đầu có cái tâm mình chứ, hãy có cái tâm mình chứ, già cũng biết con mồi nó bự không ra hay con mồi nó nhỏ, mình nói coi á, chứ vừa nghe sột sạt cũng biết tưởng làm sao bỏ chạy, coi như bỏ cuộc. Để không? Nên cái thiền này cũng vậy thôi, là mình phải niệm cái tái mình trước khi mình niệm cái tê. Mà cái tự bấy lâu nay cái tự không có niệm cái tái mình trước, cái tự mắt nhìn tê liền, thì cái tê của tự đó là cái cảnh. Thì lúc đó nó cái tự đang làm việc thiện, nhưng mà cái tác động của tê, hành động của tê nó xen kẽ vô một cái thằng gì khó chịu. Lúc đó cái tâm thiện của tự bị mất đi cái gốc khởi nguyên đầu, nó xen kẽ vô một cái vị trí nó bất thiện tác động vô, là lúc đó tự bị lật ra một thứ là gì, sang gấp cái thiện không thể được pháp. Được chưa? Hiểu được chưa? Dạ. Sẽ nói hết rồi đó nha, kỹ rồi đó, không có mà. Giờ xin nghe. Cái tâm mình bất thiện nó đang
đang có cái tâm bất thiện thì mình phải chuyển hướng sang phải đi qua lọc cạn lọc sang thiện nào à lọc bất thiện lên đây phải qua lọc đi rồi bắt đầu phải bỏ chạy qua là thiến đi luôn lọc cái áo đi nè cái ba rồi nãy có ba rồi nãy giờ thấy bất thiện lên phải lọc liền lọc xong là phi bài luôn thiệt chưa dạ ngắm được chưa bất thiện thì mình dùng ba la mật mình lọc quý bất tử bỏ nhiều có bỏ lắm giờ sẽ không muốn nữa mình phải làm lại mà lại cái này á là lợi lạc cho mình lợi ích cho mình lợi lộc cho mình và thành tựu của mình cũng lợi cho mình hiểu chưa ta làm chậm ta làm ít nhưng là chính xác không làm nhiều mà cứ tưởng mắc hết làm chậm thôi cho xem coi phải cẩn thận anh này hơn là anh này không sợ anh này phải cẩn thận anh này hơn là anh này mà không sợ anh này khi cái tên ngồi thiền thì nó lúc trong thiền nha ngay khi mỗi một chuyện gì nó sắp sửa xảy ra mỗi một chuyện gì sắp sửa xảy ra bất cứ trường hợp nào nó xảy ra thì ngay lúc đó phải niệm tác ý mình trước trước khi mình niệm cái này hãy nhớ hãy coi cái tác ý mình trước trước khi mình niệm cái này chứ không có mau mắn dọn dã niệm cái này trước cái đó nó gạt mình liền tại vì khi mà mình nhìn được cái tác ý mình trước á là nó mới ra là cái này là thiện thùng tí hay là thiện mà còn sang ghẻ bất thiện cái này mới đáng sợ cái này mới đáng sợ mà thiện thùng tí á là mình bắt đầu tiếp niệm tay tiếp để mình theo pháp và bắt pháp đang hiện bài kịp chưa còn nếu mà để mà thiện với bất thiện này lên á mình niệm cái này mình lọc nó liền lúc nó phải gạt lọc cái này liền phải gạt lọc liền mới niệm tê anh niệm cái này trước tại vì mấy bất tử không có niệm này trước bất tử niệm cái này chính ra bất tử không có chính xác chứ mắc một cơ hội được chưa này nó rõ đó nha không có nó nữa dài yếu rồi không có nói nhiều nói một lần thôi này mệt mỏi người đúng không dài yếu rồi ta sẽ nói một lần nữa thôi không nói nữa được chưa nắm chưa anh niệm cái tác ấy mình chưa coi cái tác của mình ra cái tâm của mình cái gì nếu mà thiện thì mới bắt đầu niệm tề còn nếu mà bắt đầu mà sợ lên khó chịu lên thì niệm sợ khó chịu à trước khi niệm tay mình hãy lập cái tâm mình trước cả chứ đừng niệm cái tay trước niệm cái tay đó là chỉ mình thức thôi mình niệm mình tay cái tề niệm tay đó trước á là hành thức đó nó dắt mình đi là không có địa chỉ đi mà không có địa chỉ nên nãy xe đâu có đi phải có địa chỉ mới đi rồi mình mừng luôn đi chưa phí nói gì mà nói được rồi mấy thằng phải tỉnh nghe kẹo ha cho đó đó mình phải coi cái tác ý mình chưa niệm chưa đó là cái khi mà đó nay mình không có nắm cái này được đó là mình mất cơ hội cái bài đó sư viết ra nó rõ ràng mấy tử bây giờ đọc lại đi nó rõ ràng nhưng mà trong cái đó đó mình đọc qua mình chưa thấy nó như là một bài văn xuôi hay quá bài này thiệt hay à các bảo tủ bài thiết hay à các bảo tủ không có áp dụng là tại vì sư không có nhắn học với sư là tại sư nhắn chỗ điểm này mất ở chỗ kia ra tôi tin nắm địch đó tôi tin nghe kìa hai la lần đó kịp chưa mình phải thân lập cái tê này trước từ là cái tác ấy mình mới niệm tê mà cái tác ấy mình chưa thân lập được đừng niệm tê phải giải quyết cái này trước cái đó là pháp đến bất cứ cửa nọ nào ta nắm bắt được cửa nọ đó chứ đừng phải bỏ qua cửa nọ này mình mới coi là không trọng mà cái cửa nọ kia mới là cửa trọng không có pháp đến sáu cửa đó cửa nào cũng bắt được hết á nên nói hồi sáng nói thôi hay lắm
cha biết được là nó thở cửa cắt cửa là điều vô áp nào vô cắt cửa mà cảm thọ lên như thế nào cuộc đời mình cho lăn sang lang thang rồi đó à, nó hay lắm nha à, nó pháp nên vô cắt cửa cửa nào cũng bắt anh mà cửa đầu tiên nhất quý tử biết cửa nào vô trước không cửa đầu tiên nhất trong sáu cửa đầu tiên nhất vô cửa quý tử biết cửa nào vô trước chứ không cửa ý cửa pháp ý vô trước không có cửa nhãn cái nhị cái tỷ thiệt thân cửa pháp ý vô trước từ từ đó mình mới phát sanh lên cái cửa nhãn nhị tỷ thiệt thân quý tử nghe kịp không nghe chưa không có ý hãy nắm cái cửa ý do đó nó mình ngồi một cửa ý mình ngồi cửa ý mình đóng chốt cửa ý mình nhìn qua được năm cửa kia còn cái cô nằm cái cửa nhãn thì cái cửa ý nó chạy nó dắt mình đi ra ngoài xin nghe đó thì vậy có phải là mình để tâm mình trống rỗng nhưng mà mình không có trống rỗng không có trống rỗng là đi quăng nhu trong trong tâm phải có đối tượng rồi bắt đầu kẹt rồi tại sao để tâm chút không mình phải có đối tượng và từ cái đối tượng đó mình mới hiện bày được các pháp xung quanh mình mới nắm bắt lên tiếp nhưng mà khi mình tâm mình trong trống rỗng thì mình mới biết lên thì mình biết không có trống rỗng mình phải có đối tượng là để thở rồi từ đó đó mình mới thấy được cái tê nó lên cái nhức nó lên mỗi đau của thân nó lên mình bắt đầu theo dõi cũng song song đó cũng hay theo dõi cái tâm của mình đang thay đổi như thế nào hiểu không chứ đừng có nói là mình lo có coi cái thằng tâm cái thằng mình tê mà không theo dõi cái tâm mình đang bị thay đổi khi mà quý tử đặt nhiều cái tâm mình vô cái thằng mình tê thì cái tâm quý tử đang thay đổi quý tử không theo dõi mà niệm được đó đó thì chính cái tâm đó nó dắt quý tử đi ra trước khi cái tê nó hết hiểu không bỏ cuộc là tại cái tâm như đó cửa nào cũng phải nắm mới quý tử không nắm được và quý tử coi thường cái cửa này mà không coi thường cái kia là quý tử mắc hết một cả hai kịp chưa mà cái đầu tiên phải coi cái tại là cái tâm mình chưa cái tâm là quan trọng là cái tâm là cái chính yếu cái tâm đó là chủ chốt và tâm nó quyết định tất cả mà mình giữ không được cái tâm thì mấy cái này đó là chủ yếu nó chắc là gì vậy vậy được chưa nó rồi đó rồi như vậy thì khi ta nói cái pháp xử lý trở lại xử lý nãy giờ pháp hành rồi à trở lại xử lý cái chuyện đó chiều nay mình biết cho nên mình tiếp lại khi ta nói trở lại xử lý thì đặc biệt không thay đổi của thực tính không thay đổi chớ cái pháp chế định thì mình không cần lo chúng ta nghe kịp không cái thực tính nó thay đổi không thay đổi còn cái pháp chế định mình không cần lo thí dụ cho nghe cái trạng thái tê nhất bộ nào là chế định con người mình nói thôi để thông cảm được rồi nhưng mà qua cái tiếng Anh á cái tê nhất bộ nào không có nói tiếng Việt nó được nữa người bạn nói tiếng Anh người ta mới hiểu được cái nghĩa đó nhưng qua tiếng Pháp mà người Pháp mình nói bằng tiếng Pháp người Pháp mới nghe được hiểu cái tê nhất bộ nào đó nhưng qua người Đức mình nói tiếng Đức người Đức mới hiểu được tên nhất bộ đạo đó thì những cái tiếng nói đó là do con người mình chế định ra để mình thông đồng để mình hiểu nhau và thông cảm nhau mà hiểu biết nhau mình dùng cái đó nhưng mà bản chất cốt lõi của cái tên nhất bộ đạo này đó là gì sắc pháp đang hoại diệt tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Mỹ gì cũng là con đó thôi chứ tên nghe kịp không thật chứ sắc pháp đang hoại diệt nó không còn được tồn tại như ban đầu một điểm cái thứ hai giữa tê nhất mổ đau là từ mỗi giai đoạn đó đều là sắc pháp đang hoại diệt hết tê là hoại diệt từ không tê còn từ tê qua cái trạng thái mỗi là hoại diệt từ tê qua tới trạng thái mỗi còn mỗi qua tới nhất là trạng thái là hoại diệt của mỗi qua trạng thái nhất còn trạng thái nhất qua tới đọt đau thì hoại diệt cái nhất qua tới cái hoại diệt thì trạng thái đau đó là vì sắc pháp luôn hoại diệt dù quý tử nói tôi bị tê quá mình phải nhìn thấy là thực tính là gì sát pháp đang hoại diệt cái hình thức tê chỉ mình nói để thông cảm thôi nói để thông đồng nhau nói để mình hiểu thôi chứ còn nghe cái đó cái này là phải rồi chắc chắn có rồi đừng lo tại sao tại vì sát pháp phải hoại diệt quá bây giờ mình không có nhìn mình thấy nó mình không nhìn thấy nó
chứ mà hồi ngày có nói cũng đang quay diệt mà, thế nó đâu có tồn tại đó. Bây giờ mình ngồi thiền mình thấy nó đây ngõ, nhưng mà hàng ngày á quý tử có việc tay không? Có. Không nhắm tay, quý tử ngủ đó, trong khi ngủ mà không có đúng điều cơ thể đó, ăn cái tay cũng bị tè. Chắc thắc ngoại diệt mà. Do đó mình ngồi thiền là mình thấy, hay là mình không thân thân thường vẫn mà mình không thấy, nó luôn luôn là gì? Sát pháp là ngoại diệt, từ trẻ tới già, từ khỏe tới mạnh, từ sống cho tới chết, nó không có qua con đường nào khác. Nên là gì? Đặc biệt không thay đổi của pháp siêu siêu lý. Hiểu chưa? Rồi chưa? Rồi, rồi khi mà cứ tự biết nó như vậy rồi, cứ tự giữ cái gì? Hả? Cứ tự giữ cái gì? Không còn giữ gì cả. Bắt đầu mình buông bỏ, mình đi tìm một cái gì? Sự giải thoát. Chứ bây giờ mình giữ cái gì toàn là giả không mà? Không có đâu là thiệt của mình đó. Bắt đầu mới bỏ, mình đi tìm cái nếp. Nếp mà kịp không? Đặc biệt không thay đổi. Lúc đó mới tìm được an vui. Nó không còn bị chi phối sanh già đau chết, không còn bị thay quay diệt sanh. Thì nghe, dạ xin nghe. Dạ vậy sao mình bỏ? Vì mình nếu mình bỏ, mình nhảy vào cái tác khác là mình dướng vào rồi. Dướng vào đâu? Dướng vào cái càng muốn, vô hiệp thế chỗ nào hiệp thế? Được. Đâu? Tất cả các hiệp thế điện bài từ pháp. Còn có pháp siêu thế không? Cái đó còn chưa thấy thì lại còn chứ. Cứ có pháp siêu thế nữa. Dạ. Thì mình qua siêu thế. Tại sao mình hôm nay nè nãy sẽ nói nè? Cái khi mình biết cảnh siêu thế, mà sẽ biết cảnh siêu thế. Thì mình bỏ hết cái này là mình mới qua được siêu thế nhé. Hồi nãy sư nói là bỏ sắc phàm để đi thế được tâm tâm thánh nhân. Bỏ phàm tâm thánh. Bỏ thế này chưa? Hiểu chưa? Xin nghe. Buông. Buông. Hết còn giữ. Thì xin nghe. Để cái tâm mình lúc có trống rỗng rồi không? Là trống rỗng rồi. Có. Không bao giờ cái tâm mình bỏ trống hết á. Nhưng mà tâm mà không bao giờ bỏ trống á, chỉ có mình không có kiến thức để mình thấy tâm trống cho thì nó có hết á. Mà nó nói cho mình nghe đây, mình không có đủ kiến thức để mình nói được nó cho thì nó không có trống. Chỉ nó đang dựa vào cái gì đó mà mình không. Nó đang có đối tượng của nó, mà mình không hiểu biết của nó tượng đó thì mình nói là tâm trống rỗng. Chứ thực ra nó đang có, mà nó có lúc đó mình không thấy được đó, mình đang bị hôn hôn trầm thì điên với tâm nó. Lúc đó nghe. Nói là, tới cái lúc mà mình xả đi rồi là lúc đó là cái tâm mình nó bắt cái niết bàn, thì cái tâm mình nó trống rỗng. Trống rỗng đâu? Niết bàn mà sao trống rỗng nữa? Sự an vui của mình đó. Lúc mà có tự được niết bàn đó, nè xin nói nghe nè, lúc mà được cái niết bàn đó, cái niết bàn này á, Đức Phật nói rõ nè, tôi tự nghe, niết bàn này không có phải là sự an vui được một cái non. Nước bàn này không phải được ăn vui bởi một sự khát nước để uống nước. Nước bàn này không được phải sự thả ăn vui sau giấc ngủ mệt mỏi mình thức dậy khỏe mạnh. Không phải nước bàn đó. Mà nước bàn này đó, nó không như những cái đó là gì? Không có câu ta trong đó, mà trong trạng thái hưởng là sự an vui nhẹ nhàng nhất của nó, là một cái trạng thái hưởng được đầy đủ nhất của nó, chứ không có một trạng thái so sánh. Còn quý tử mà ngồi xuống quý tử còn so sánh là quý tử còn ở trong cái hiệp thế. Tôi nghe kẹp chưa? Do đó không có thể nói được người có niết bàn người mới có hiểu được, chứ còn bây giờ nói được người này nói được người kia không có giống nhau, hiểu không? Bây giờ con muốn tả thì xin khi nào rồi hả? Yeah, chiều nay biết liền ha. Lúc đó chiều nay về mà cái người nào mà bài nữa. Sư, cái niết bàn của sơ đạo sơ quả với cái niết bàn của nhị quả khác nhau. Tại vì nó lên cấp. Người sơ đạo sơ quả được còn thô thiển, nhị đạo nhị quả nhẹ nhàng hơn, tam quả tam đạo tam quả bí tuệ hơn. Rồi lập bốn cái địa điểm và tứ đạo tứ quả thì thôi là coi như là cao siêu rồi. Sương bá hết rồi là sương bá. Nói vậy thì không à. Vậy dễ chết thì cái đó đó. Kìa.
Nhưng mà mình đã nói rồi. Hiểu chưa? Như tôi nắm được chưa? Phải là tựa này sư sẽ giúp tôi tựa làm cái này. Không có bỏ cuộc. Chiều nay là phải cho bằng được. Bắt kịp chứ không là cơ hội là của nó. Nhắc lại, trước khi mình nói cái tay nhất à, thì mày coi cái tác ý của mình niệm như thế nào để mình niệm nhất chứ. Mày phải niệm cái tác ý đó chứ. Mày tự nghe kịp không? Trước khi mình coi cái nhất nó tới, thì mình tự coi cái tác ý của mình, cái tâm mình đó, lúc đó niệm cái nhất nó như sao. Nếu mà tâm mình là bất thiện, hãy ngồi lại diệt bất thiện nó chứ. Còn nếu như mà thiện, mà nếu thiện thuần ý đã không có pha chất của bất thiện thì mình niệm nhất luôn để mình bắt đầu nhảy vô bắt mồ luôn. Nếu chúng ta có nghe kèm không? Nếu mà thiện mà còn mất bất thiện phải cắt cái bất thiện này trước khi mình ta niệm nhất. Hiểu chưa? Chứ không có làm mà một cách mau lẹ nữa. Sư niệm cái nhất là đó là sư nói là cái thiện thuần túy đó mình niệm vô cái nhất. À. Mà cái nhất đó là cái sự thay đổi trong cái nhất đó. Sắc pháp. Sắc pháp nó thay đổi. Đang theo dõi cái sắc pháp chứ không phải theo dõi cái nhất. Dạ đó, sắc pháp. Khi nó quả diệt xong á, nó quả diệt xong á, được rồi. Nhưng mà lúc đây là mình nuôi ba la mật rồi. Lúc này là nuôi ba la mật, nhiều ít, mỏng dày, chịu khó không chịu khó, quả ống là chút rèn với bào đầu. Biết chứ? Biết liền. Con nói cho mình đáp ý mình biết liền. Không cần không á, nó ra liền. Tại vì mình đã điểm được nó mất liền. Điểm được nó tức là mình sàng lọc được nó đó. Thì trời cát vàng nó rớt xuống hết. Vàng không nó lên liền. Biết liền. Không chậm trễ sắc na. Nên Đức Phật ngày nói Ehipasiko đó. Ehipasiko tức là pháp đắc cực chứng đắc không chậm trễ sắc na. Dạ, biết vừa thấy và đắc đạo quả liền không chậm trễ sắc na, vừa biết vừa thấy và đắc đạo quả liền không chậm trễ sắc na. Ehipasiko trong mình cũng biết mình phải đọc một pháp bảo đó. Đó là vậy đó. Akaliko là đạo liền quả không chậm trễ sắc na. Thấy chưa? Tu lẹ chứ không là bỏ cơ hội. Được chưa? Nếu mà tôi bỏ nhiều lắm rồi, bỏ nhiều cơ hội lắm rồi, mất nhiều chứ mà không có coi cái tâm mình trước khi niệm tê nhất bộ đào. Do đó tự thấy tê nhĩ tôi niệm tê nhất nhĩ nhân nhất mà không coi cái tác ấy mình trước. Trước khi đó thì anh này là nó pha chắc nó vô nó dập vô đó, nó xem kẻ rồi nó bắt đầu nó lôi mình ra. Nó đưa mình trở về hiện tế, không phải là sự tế, mình bỏ cuộc. Nhiều lần rồi, nó không có tròn nữa. Tôi đang phải sàng lọc. Mà Duyên Anh có đức cũng đáng chịu. Duyên Tùng nói lời tôi có thông nghiệm. Tôi có gì đâu nè. Nghe chưa? Chắc chưa? Nắm cho chắc nha. Chứ không cần đi nhiều nhưng mà tôi phải chắc cho sự gì đó. Còn qua phần cái tâm á, lúc nó quyết định á. Được chưa? Rồi. Như vậy thì tâm của tôi biết cảnh gì của tôi biết hết. Tâm của tôi cảnh gì của tôi biết hết. Mà quý tử biết tố tượng của tâm mình là bất thiện, quý tử biết hết. Thì điều kiện của người Việt thiền sinh phải nói là trung thực. Tốt mình nó tốt, xấu mình nó xấu. Tâm mình có bất thiện, không phải nói bất thiện. Tâm mình có thiện, mình nói thiện. Chứ đừng có che đậy cái chuyện trung thực đó. Khó lòng mình sàng lọc nó lắm. Quý tử đồng ý chưa? Cái bài học nó rõ rồi. Phải trung thực, phải nói sự thật. Thì khi đó đó không có nói với ai hết á, nói với mình tâm mình à, chân thật của mình. Tâm mình còn bất thiện là phải ngồi giải quyết cho xong cái bất thiện đó đó, đừng có mong chạy qua cái tề nhất bộ đào trì mà cầm nội của tự ngồi của tự diệt cái tâm bất thiện đó đó. Cái hiện tượng tề nhất bộ đào nó cũng có đi qua mắt rồi. Lo này kia nó quên đi, lo kia nó quên đi, thấy chưa? Do đó lúc đó tôi sẽ trở thành gì? Tịnh quán ký giả chứ không phải là chỉ quán ký giả nữa. Cái tưởng nồi niệm mà tê nhất một đau tôi sẽ trở thành là chỉ quán ký giả. Mà cái tưởng nồi niệm cái tâm bất thiện này diệt cho được cái bất thiện này. Như là người dò cái khăn mà thấy còn dơ cái dò ngoài cho nó sạch. Lúc đó là cái đó tôi là tịnh quán ký giả đó. Được
trong cái thứ đó gì cái tâm thức mà thôi chứ không đối tượng, cái đối tượng nữa. Và qua cái đề mục là chỉ quát kịp chưa? Nó có ở cái điều là khi nó tại vì mình biết thôi chứ không phải có điều không biết hả? Con nói là khi mà nó tăng quá sư thì cái tâm sân mình nó luôn luôn rồi mà diệt cái bất thiện nó đi thì cái tâm, nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó tăng trưởng cái nó thành thử ra bỏ cuộc ra đi uống nước làm sao mà còn xoay được bỏ ra đi uống nước rồi đi ngủ. Bỏ đi ra uống nước kìa, đập bình nước kìa, đập cây có rồi đi ngủ. Chịu chưa? Giờ đó mới tự thấy được mình ba la mặt mình chưa? Mình thấy lúc đó mới tự thấy được ba la mặt mình chưa? Chứ đâu đâu cần phải để sư hỏi nó ha, để đặt sư nói ha. Sư còn có ba mặt của mình nhiều sư. Yếu lắm sư. Rồi thấy chưa? Thấy được chưa? Thấy rõ được rồi đó. Đó là thực tế. Mà đó là cái tâm lý. Đó là sự thật. Đừng phải to đi. Do đó mới tự sẽ thấy là những cái này đa phần mình bị dính. Nhưng mà thật ra cái này nó biết hết. Cái tập mà mình dính cái này mình không chuyên niệm cái này, do đó cái này là cái sắc pháp mà cái này á là tâm, là danh pháp mình đã có. Cái gì biết niết bàn? Tâm biết niết bàn chứ sắc pháp không biết niết bàn. Mà bây giờ mình cứ nhìn vào cái sắc pháp hoài thì làm sao mình bắt được niết bàn? Do cái tâm mình đã bị chi phối bởi sắc pháp. Mình bỏ điểm chính, mình lấy cái thứ yếu, làm sao có kết quả. Mà nó đến một sát na mà thôi, một khẩy móng tay chưa kịp đó là nó bắt qua này. Thì làm sao đối tượng lại lấy bắt vào sắc pháp mãi? Tại sao mình thường quen theo sắc pháp? Quý tử thấy ông không phải ngẫu nhiên mà ông bác sĩ nha khoa, mà trước khi ông bấm cái thuốc tê vô trong cái nú mình là để ông nhổ ăn đó, ông phải giật cái mép của mình lên, giật cái mép mình lên bầm gì là tâm lý đó mình chú ý bên đây mình không thấy cái ông đâm đâm vô. Vậy đó đó, cái đó là mới tìm hết á. Chị đồng cái tài chứ đâu phải ông làm chi cho nó thừa cái động tác không vậy? Chị ông còn nói chuyện đây nhá, trời ơi cái chó của nó tôi thấy ông thích lắm nha, mình vô sân điều hổ đi chơi. Hổ đi chơi. Quý tử này hiểu không? Cái này là vậy này, cái này là mình bị nó gạt, mình bị nó gạt, mình mắc đi cái góc tâm của mình, nó gạt mình bắt ra liền, mình đi tốt lúc luôn. Mà sợ nhất là anh phát hiện nằm trong cái thiền là đáng lo nhất, mà mình nhận biết được nó đó thì thôi không có công phu tu đó. Mà lúc đó mình sẽ thấy là mình là người nhị nhân hay người tam nhân. Mình không có trí là người nhị nhân, mình không có trí là người tam nhân. Như thế thì mình là người có trí, là mình biết sàng lọc, gạt lọc các bốt vỏ, đó là người tam nhân. Còn mình ngồi u lì u ớ không biết chẳng biết khổ mù lực trong đó, họ khủng loạn cái trong thành thấy của sắc pháp nhận đắc, lúc đó mình là nhị nhân, ta không có dụng trí cắt. Mà đãi vàng hàng sàng lọc không được vàng rồng, vàng không có giá, vàng mới có tuổi 8 mà chứ được tuổi 9 chưa đủ tuổi được tuổi 10 đó. Xin nghe thưa sư, nếu mà cái trường hợp mà cái bất thiện nó có thể xảy ra trong cái thiền đó thì mình phải có cách nào phải trừ trước, tức là mình sửa soạn trước để cho mình có nhiều cái tâm thiện hơn là bất thiện. Nếu như mà mình nói là mình chuẩn bị trước, mình trừ trước đó, hay là mình lo lắng chứ đó, cái đó cũng là hiệp thế nó sẽ cho mình cái bài hiệp thế, nó gọi là y khôn vậy đó. Còn cái này siêu thế đó là nó cho mình cái bất ngờ, mà mình bắt được nó đó là mình mới là siêu đó. Khi
còn mà không bắt được nó là mình hiệp á, tức là cứ để tự nhiên. Dạ, mà thái tự nhiên ở đâu? Nó mới là xíu không? Này mình học khóc xíu khóc mà. À, thì còn đi đến cái câu nữa, câu bò nữa, tụi cái này cái thái. Thì còn cái tuần đây, nhận đại, cái đó nhận đại ba năm mà. Ok, tiếp tục, tiếp sư nghe. Sư, khi mà cái sắc pháp mình nó hoại diệt từng sắc na được, mình nhìn thấy như vậy là cái đạo quả của cái thứ mấy? Cái đó mới là tệ phân biệt của cái danh sắc thôi. Lúc đó mình mới thấy ra trạng thái tệ, bắt đầu là tệ hoại diệt của danh sắc thôi, mới có tệ thứ nhất, tệ thứ hai à, chứ chưa có đến mặt lộ nó cao đâu. Sinh diệt là mới đó là 1, 2, 3 thôi, chưa đến mà coi chạy cuốn chiếu đâu. Thưa sư, lúc mà đau nhất người ta có niệm khổ? Có, sao nhưng mà sư đã nói trước khi mình muốn niệm cái khổ đó, mình phải niệm cái tác ý của mình, coi cái tâm của mình ra sao mình mới chịu niệm cái khổ. Mình hợp tác với ban bất thiện để niệm khổ, hay là mình quyết lòng thiện thuần tí để mình thấy được bản chất khổ. Hai cái khác, yeah. Mình hợp tác với anh bất thiện, yeah, để mình niệm khổ thôi, yeah. Hay là mình biết lòng mình nhìn thấy được bản chất của khổ, thì mình lúc đó là mình thiện thuần tí, thì mình sẽ niệm khác nhau. Biết rồi chưa? Bài á, xin nói sự tiếc, tôi là bài đưa ra hết rồi, mới được học coi. Sư giải không có hỏi được bài. Trước khi niệm cái sắc, yeah, sắc của mình đó, nó sẽ dụ mình rất kinh khiếp lắm. Mà thật ra nó là thứ yếu. Niết bàn là do tâm được biết, phải giữ cái tâm đó mình thấy còn được, chứ không có họ bỏ qua không. Nó đến rất là nhanh, và nó mới trở lại. Rồi mình bắt đầu mình phải nuôi dưỡng nó nữa. Mình nuôi dưỡng như vậy đó, là cái tự bị mất được một lần ba la mặt. Hay xin muốn nói bỏ luôn, tự đang bị đứt ba la mặt. Điều đó nó có 100 ngàn kiếp bộ tốc, hai ma tân kỳ 100 ngàn kiếp bộ tốc mà, chứ đâu phải là một tượng đức cái ba la mặt, là một tượng đức của ông hòa đời đâu. Ngay cái tượng đang tu tập và tượng bỏ một câu hỏi ba la mặt là một tượng đức đó, tại ba la mặt nó phải kiên cố kiên trì và không được giác đoạn. À, như tôi coi thường ba la mặt đấy mấy lâu nay rồi, bằng kèo gián tiếp lên đời tới mình, bằng kèo gián tiếp lên đời hoài. Cái tên bó cuộc, làm tên bỏ bò làm mặt. Cái là tôi coi đang xài bộ tốt chưa? Bắt đầu đó nào, đúng chưa? Đã có rồi, chứ đâu phải trung tử. Có là bộ tốt không rồi. Bộ tốt thử. Chứ đừng nói là trung tử là chưa có, mà sẵn sàng để nuôi. Để mà có được thì mình là bộ tốt. Còn này cũng có rồi. Nghe con nghe kẹp không? Do đó là cái đó là mình mới thấy được là mình kiên cố ba la mặt không? Cái là gì? Nhẫn nại ba la mặt. Thứ hai đó là gì? Tinh tấn ba la mặt. Thứ ba đó là gì? Chí nguyện ba la mặt. Thứ tư là gì? Quyết lòng giải thoát là ly dục ba la mặt. Hay dạ. Hả? Nhiều quá. Nhiều. Nói ngày đó à. Giờ thí dụ như sư hỏi với tôi nghe nè, một bữa có mấy phật tử sách xe tới đây, sư nói cho bên này không có học ngồi thiền, thôi sư ơi, sư đừng có làm quá, sư cái gì mà vừa phải thôi, sư cái sư biết được ba la mặt tới đâu rồi, thấy không? Thấy không? Mới vừa nói rồi hôm nay không học, hôm nay ngồi hành thôi. Thôi sư đừng làm quá, sư vừa mà phải chưa làm quá chết, ai ép dầu ép nở, ai nở ép gì cái đó là lòng sư ép nó ba la mặt rồi. Nhưng không là vậy đó hả, ra được gấp ba la mặt à. Ồ, tự nhiên quá nên sư sao cho ngồi hành đó, wow, quan hỷ quá, ngồi luôn, bắt đầu mình có sẵn sàng cái ba la mặt, mình có ứng phó liền chứ. Còn không có là sao? Phải ứng liền.
Thí dụ như bây giờ một võ sư vô bữa nay chứ, hôm nay học học chuyên mới, bữa nay thực tập thôi, leo lên mấy đêm 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 dọn đi, chưa chuẩn bị rồi tối ra thức nguyên đêm rồi còn kìm hết rồi, từ sáng nay chưa ngủ rồi đó, vô dọn thực tập là chết chết á. Thì là anh giáo sư biết là mình có nghề không có nghề, phải không? Nghề lúc nào cũng cũng là đánh liền á, chứ đâu có phải là chuẩn bị. Mấy cô là còn chuẩn bị không? Mấy con nghe kèo không? Yeah. Luôn luôn là mãi trong tư thế sẵn sàng của ba la mật. Yeah. Luôn luôn ở sẵn sàng trong tư thế ba la mật. Ba la mật nó là hơi thở, chữ tự không gián đoạn là hơi thở, chữ tự không gián đoạn là ba la mật. Và con đường tu của tự không có thể được gián đoạn trong chương trình của tự muốn giải thoát. Này tu chút xíu mình nghĩ chút xíu, mình tu chút xíu mình lên từ thần sư từ là mình bắt. Cái đó cái tu cũng mới coi tu gì. Thở xong rồi đó. Không có cầm cây con rể. Cầm cây con rể đó. Trồng cái cây lâu lâu nhỏ lên con rể nó bao nhiêu mà cầm lại. Nó lớn chưa? Không có lớn mà nó. Chết quẹo. Nó bắt xếp một đó. Trồng cây mà con rể, cái cao đó là chính xác. Cái tên con nhớ như vậy. Rồi, tiếp hỏi. Xin hỏi sư, lúc mà con chú tâm để mà diệt một cái pháp nào đó, giả sử một trong cái pháp tham sân si nào đó, yeah, thì con càng thấy nó càng nổi lên, à, càng nổi lên. Nhưng mà nếu mà con không có chú tâm đến nó mà con chỉ ghé một để ghé vài ngón thêm xíu thôi, dạ, thì con thấy nó lặng xuống, nó lặng xuống, thì con vậy dạ, trong lúc này lúc mà mình thành thiền á, để mình nếu mà trong cái thiền có bất thiện đó thì mình làm sao? Thì mình giữ bất thiện, làm sao là bất thiện, thì mình giữ cái thiện, đó là mình có vốn rồi. Tâm vô để giữ bất thiện. Dạ. Thì tâm con nên nó càng. Cái này nè, để sẽ nói nè. Nè, quý ông tử nghe kịp không? Mình bất thiện không đó. Mình bất thiện không đó. Là mình lo gì bất thiện xong mình mới nuôi cái thiện lên. Còn cái thiện nó lên rồi đó. Bất thiện này nó mọc lên lại. Nó manh nha, nó mọc rẻ, nó lèm vô lại cái thiện này. Cái đó mình phải tiếp tục gạt nó nữa. Cắt bỏ nó nữa. Chứ là khi mà mình muốn trồng một cây ăn trái phải làm cỏ sạch xong xuôi rồi mình mới gieo trồng cây, nhưng mà nhờ cái nước nó bỏ vô rồi phân bón bỏ vô á, cái cỏ của cái cỏ đầu tiên làm chưa hết á, nếu mà nó minh lên xanh lên lại nó bám vô cái cây ăn trái của mình, đúng rồi, giờ mình phải làm tiếp tục cái cỏ này nữa thì cái cây ăn trái này mới bắt đầu lên luôn chứ, yeah, thiệt không, yeah, nó còn hơn là mình không có một cái hạt giống thiệt, này là toàn là cỏ không nè. Bây giờ mình được lên cái giai đoạn này rồi đó thì mình phải làm cái này cho nó sạch sẽ ra cho xong xuôi luôn, hơn là mình không có, kịp chưa? Dạ. Yeah. Suy nghĩ là chỗ đó ha, được chưa? Này, quý vị nhớ ha, thì đặc biệt không thay đổi là quý vị phải thấy được thực tính không thay đổi, thực tính không thay đổi, quý vị nghe kịp không? Rồi, khi mà quý vị thấy thực tính không thay đổi tiếp theo nó là gì? Thực tướng không thay đổi. Thực tướng không thay đổi, không thay đổi là gì? Vô thường, khổ vô ngã. Dạ, khổ vô ngã. Đó, thì quý tử nhìn qua được cái này, từng mỗi cái này là thực tính, thì quý tử sẽ thấy được gì? Thực tướng đó gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Kịp chưa? Thôi, chúng ta tiếp tục này. Rồi chúng ta tiếp tục cái phần này. Khi mà quý tử thấy cái thực tính của quý tử, cái tâm của quý tử là gì? Là nó sanh diệt. Nó biết cảnh luôn, là cái thực tính đó là biết cảnh đó, phải không nào? Nhưng mà cái tính của nó là gì? Nó sanh diệt. Thì chính cái trạng thái sanh diệt nó đó là gì? Vô thường. Rồi, ngừng tại đó. Bắt đầu mình vô cái pháp hành này. Khi mà cái tâm mình đó đang chú tâm vô cái thức, mình giữ hoài cái thích đó được không? Không. Không được. Nó chạy ra. Để nó đi tìm cái cảnh khác, nó thích. Mình thấy vô thường. Tâm đang sanh diệt. Kịp không? Không có nói cái thích và không thích. Để tôi nghe kịp không? Cái tâm mình đang thích cái đó. Ví dụ như bây giờ, con người thích cái cảnh sắc, dính mắt vô con cảnh sắc một cái bông hoa đẹp, nhìn qua cái cảnh bông hoa đó, cái tâm nó giữ được không? Không, một chút xíu nó chán, nó đi qua một cái đối tượng khác nó nhìn nữa, thì lúc đó mình thấy nó gì?
tâm đang sanh nghiệp từ cảnh này qua cảnh kia, trạng thái sanh nghiệp đó đó là gì? Vô. Thấy chưa? Thì lúc bây giờ lý tưởng đang nghĩ tới cái trạng thái gì? Bắt đầu vô cái này, bắt đầu vô cái chỗ này. Lúc bây giờ của tự, cái tâm của tự đang nên theo dõi về cái tâm này. Đó nè, nếu mà tâm mà thấy cảnh sắc đúng không, tâm mà thấy cảnh sắc là với tự niệm cái thấy đúng không, niệm thấy. Thì thấy cái này á, nó có hai trường hợp nó sanh ra. Sắc, cảnh sắc này nó thay đổi hay là tâm của mình bị thay đổi? Mình niệm. Rồi, có thể thấy nè, chưa? Tâm nè, nhìn thấy cảnh sắc nè, mình niệm thấy nè, thấy nè, phải chưa? Thì khi mình niệm một thấy, hai thấy, ba thấy, thì cái cảnh sắc nó thay đổi hay là tâm mình bị thay đổi? Tâm mình thay đổi. Tâm mình thay đổi, mình niệm thay à. Kịp chưa? Khi mà cảnh sắc nó hoài, phải không? Cảnh sắc nó thay đổi, hoài à. Hát nè, kịp chưa? Rồi, vậy thì khi mình nhìn thấy cái cảnh đây, nó là gì? Là cảnh pháp. Thì mình niệm cái gì? Biết à. Tê thay đổi hay tâm thay đổi? Niệm. Tê thay đổi hay tâm thay đổi? Mình niệm. Thấy chưa? Rồi ha. Nhưng trước khi niệm, niệm ta ấy chưa? Trước khi niệm ta ấy chưa? Không rồi. Mắc cái đó mà không được. Cái này là CD. Kỹ thuật tình chi tiết ra mổ xẻ rồi đó. Mà làm được là thôi thua luôn á. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Chậm không? Dạ. Niệm thấy cảnh tê phải không nè? Đó là cảnh pháp. Thì mình em biết à. Hảo nè. Cái tê nó đang thay đổi, mình niệm. Tâm mình thay đổi, mình niệm. Nhưng mà trước khi mình niệm tê à. Tâm mà thay à, là mình niệm gì? Cái tác ý của mình. Biết à. Nghĩ à. Kịp chưa? Nên quý tử thấy một giờ đồng hồ không ăn chung gì hết á. Rồi có đáng. Rồi không có hết cái cảnh mình nhìn. Là hết giờ. Khi nó kéo dài chắc là hay. Mà thiệt cơ, mình chú tâm mà chánh niệm cho đó một giờ không đủ để mà ngồi. Nếu mà tự không đủ một giờ mà tự ngồi để mà nhìn thấy hết cảnh của nó, cảnh nó lơi liên tục mà. Nhưng mà phải theo dõi thiệt đó, chấp được được. Còn không theo dõi thiệt thì còn không siêu không nói được, hình thức siêu không nói được. Thiệt lòng thành tâm mà chí cốt thì nó rõ thật. Còn mà cái mà ngồi, để mà ngồi thôi thì không dám nói. Uổng lắm. Rồi thiệt á, một tiếng đồng hồ bảo đảm không đủ. Uổng lắm, thấy nó đi một cái mèo đi thân liền nè. Nhanh. Còn cái tưởng mà ngồi mà thấy một giờ nó dài đằng đẵng á, là cái không dùng được cái thời gian đó với cái tâm của mình. Tâm mình không dùng đúng cái thời gian. Thưa sư, ở trong thì đến một quá hả? Một tiếng ngồi một tiếng đi, thì làm sao mà... Tại vì mình không có.
tại mình không có thì nó không không đổ để cho mình đi tìm cảnh khác. Giống như sư sư nói cái thử hiểu không, nguyên Phật tử biết không, nếu như á cái tử ngồi đây với cái câu cá này thả thằng câu này với tử nghe, mình chỉ nghe thôi, là mình đang học này tức là mình nghe không à, chứ mình đâu có thực nghiệm đâu. Cho nên ở chỗ này có nhiều cá thả thằng câu đó, nhưng mà mình ngồi một ngày không thấy thì thiền sư đâu có chuyên mình ngồi nữa, anh đi qua chỗ khác, đổ qua đây nó sẽ thấy qua cái cảnh nữa, thì qua bên cảnh này thả thằng câu này, không ngồi thì đi, không đi thì ngồi, còn không không trầm, ngồi ngủ ngủ còn đau khổ hơn nữa, mà không ai chịu nuôi cái đó cho mình thì đường ta đâu chịu nuôi, nuôi thì phải có lợi ích đất đầu quả, người ta mới chịu bỏ công chứ. Cho nên ta mới đổi mình, không được ngồi lâu, ngồi lâu sẽ lì lịch, ngồi lâu nó bị hung trầm, ngồi lâu nó là ô uổng công, rồi đâm ra mình lại là bị trào hối nữa, phóng dật tâm mình hoang mang, rồi lúc đó là sinh hoài nghi, rồi nó sanh sẽ khởi sanh lên đó. Nó đổ qua cho nó quân chuyển, nó nhẹ nhàng. Cũng như đi làm vậy, chứ tự thấy không đi làm vậy đó. Nó kêu làm tới 1 tiếng hay 2 tiếng cho mình cách cực khách, chứ đâu có cho làm suốt đâu. Làm suốt đó là mình, tâm mình bị bão hòa, sức lực của mình bão hòa, mình không làm được bao nhiêu nữa. Có khi là làm mất đi cái lợi cho nó nữa. Nó cho mình nghỉ 20 phút đi, nhưng mà trong 20 phút đó mình trả lời mình làm còn nhiều hơn đó. Cho nên mình ngồi đó 20 phút không ra cái gì. Cái tâm lý nó rất là hay. Nên cái thiền sư đó kêu mình ngồi, hết ngồi là đi, hết đi mình ngồi là tại giờ không có pháp. Mình không có pháp, nó không có đổi cho mình, đổi mình đi. Nhưng mà tới mình có pháp rồi đó, nó đâu có cho mình đi, bắt cho mình được cái pháp đó mà. Như nãy giờ mình ngồi canh ăn chợt, không có ăn chợt thì đi có thể vô trong. Tới giờ nó ra ga, mình chở ga lại, mình bắt. Nhưng mà tới khi có ăn chợt vô đó, mình bỏ nó hả? Mình chạy mình bắt cho mình được, nó chạy tới đâu mình chạy tới đó, chạy đâu mặt tới đó bắt trên mặt được nó, thì lúc đó mình mới bắt được tên chạm chứ. Còn đang đợi trên không, tôi phải nghỉ cái đã, tôi đi vô mình ăn, tôi ra bắt anh tiếp. Mình đang ngồi trên mình đâu có thiền hành đó, là mình đang có pháp mình phải bắt luôn. Chuyện nhỏ, nhớ đem được tới kinh ba còn hơn xưa nữa. Nên là làm gì hả? Tại vì mình không có pháp. Mấy cô nghe kịp không? Ngay cả xe dư xuất khác. Xe dư xuất khác sắp sửa tới giờ ngọ đó. Sao lại phát đem gì giờ dập thịt gì cho anh đó? Đức Phật kêu giữ lại đó để mình cho xe dư xuất khác tới mà. Tại vì xe dư xuất khác đang tới pháp, giờ đang mất được pháp, giờ đang hưởng lấy pháp, bỏ cái hộ này là không có trở lại. Nên do đó là ngày mới giữ sao lại phát lại. Đúng rồi. Giờ xong ra bắt đầu lại rồi. Giác kiến Phật tới rồi. Còn bị giác kiến Phật rồi. Cái điểm nó tới rồi. Bây giờ em cầm thật. Giác Phật tới. Cái đó là pháp hiện bài đó. Pháp hiện bài đó. Cái đó là cái pháp. Đừng có lo. Sợ cái tử không bắt được pháp thôi. Cho mà pháp đến rồi thì đừng mong là đổi tiền hành, tiền tòa, tiền tình, tiền tòa. Đâu có nghe. Nó không có ra, ngồi thấy pháp rồi không có ra, thấy pháp còn nghĩ với pháp không có ra, mà thời gian nó đi rất là nhanh. Xin ngồi với quý Phật tử Oklahoma đó, họ nói chứ ủa sao lẹo sư, con tưởng tượng có 15 phút đó mà 1 tiếng rưỡi rồi đó, mà họ nói sư họ ngồi có 10, họ tưởng mà là 15 phút đó mà 1 tiếng rưỡi qua rồi đó, mà họ vẫn nói sư con tưởng có 15 phút mà họ trước đây á là không có sư, con ngồi 15 phút không nổi. Họ thấy nó đi nhanh lắm, tại vì có pháp, tại vì sư chỉ rồi đó, thấy rõ đi, chậm đợi, thấy bỏ, đừng bỏ, từng bỏ cái, có tắt đi, nhìn luôn. Trời ơi, khi mà nó ra đó, hí bỏ hàng đó, họ cứ theo bắt, đâu có biết cái thời gian. Quý một tên bận hộn với tâm trí của tên đâu biết thời gian. Cái người mà không có bận hộn với tâm trí mà thấy thời gian nó dài lắm, không biết, không biết quý thời gian. Nhưng mà người bạn gọn rồi không biết hết thời gian, người tới lẹ lắm. Biết bạn tới dạng cao mà biết bạn. Thật sự vậy đó, không, cái này là sư nói. Thật sự là ở đây quý tôi có hết à, mà quý tôi không có dùng. Hay là không ai nhắc cái quý tôi đi từng chi tiết gì đó, quý tôi dùng. Nên uống vô cùng uống. Bây giờ sư mới nhắc.
vậy thì con đến giờ tôi nhắc cái gì cũng nợ sẽ tức mình ra đây không được chưa sư thiếu cây gậy cái thứ cây gậy cái thứ hả như phỏng với tàu không như phỏng với tàu hay dùng gậy cái thứ có thể nghe kịp chưa nghe kịp ha phải có tác ý tác ý tác ý tác ý tác ý tác ý anh niệm cái tâm mình trước khi mình làm cái gì anh niệm cái tâm mình trước khi mình làm cái gì mình muốn đổi mình niệm cái tâm mình coi mình muốn đổi à mình phải niệm là gì muốn còn mình mới đổi chứ không phải mới tưởng muốn mình mới tưởng làm cái hộp mới đổi à không được cũng như mình đang đi phải trái thì mình muốn ngừng lại mình phải nói chung muốn à ngừng à muốn à xoay à chứ đâu phải mình đang đi cái mình đang ngừng à cái gì làm cho ngừng cái muốn ngừng làm cho mình ngừng mình bỏ cái gì muốn thành ra mình càng không muốn rồi mới sẽ cái kịp bóp mình phải càng muốn rồi có bán được chưa? Bên ai mình phải niệm như vậy đó muốn ngừng còn muốn xoay ngừng muốn đi nha tắc ý yeah tắc ý nên nãy giờ sư nói đó cái tắc ý của mình muốn cái gì trong cái bài học của ngài Chitala có ghi xin vui lòng niệm tái trước khi mình thay đổi mình quay nghi xin vui lòng niệm tái trước khi mình niệm các pháp khác và nó rõ như này mình coi được cái tâm mình á thì cái tâm này khó bắt đầu mà xuất hiện được thì cái tâm này dễ dàng được thanh lọc nó chưa giờ mình đi tới cái này và khi mình được có tâm này á thì mình thấy rõ được bản chất cái cũ của mình đã bỏ thì mình mới bắt được cái mới của mình chưa từng có mới được bắt được mình bỏ được cái cũ mà đã từng có mình mới bắt được cái mới mình chưa từng có mình mới bắt được biết tụi mình phải tự nghe kèo không hiểu chưa yeah. Nắm được chưa yeah. Cái đó gọi là pháp siêu lý mới có pháp một thôi đặc biệt không thay đổi thôi là có thể áp dụng được trong pháp hành này đó được chưa thắc mắc không? Còn thắc mắc không? Được ha. Và cái thứ hai, khi mà mình muốn nói sự an vui tuyệt đối này thì mổ sẽ qua chỉ niết bàn cho quý tử thấy. Khi mà quý tử qua khỏi niết bàn hay đi tới cái niết bàn thì quý tử nhớ cái từ ngữ rõ ràng. Sư nói đi nói lại lần nữa ha. Ní cộng với văn á là không có phiền não. Thế nè, mà phiền não căn bản của nó là gì? Tham, sân, si. Ở trong gốc nó có bọn phụ tùng của nó. Thấy không nè, tham nó có bọn phụ tùng tham, sân nó có bọn phụ tùng sân, si nó có bọn phụ tùng si. Nó gọi là phiền não. Thế thì khi mà mình có được niết bàn là mình không còn tham, không còn sân, không còn si. Hiểu chưa? Rồi, bọn vô tùng có tham. Bọn vô tùng có tham. Tà kiến. Ngã mạn. Bọn vô tùng có sân. Tật đố. Bổn sẻn. Khói hại. Bọn vô tùng có si. Là phóng dật. Nhà quan nghi quý Phật tử có niết bàn quý tử đó chứ phải này niết bàn không ra chưa quý tử nói niết bàn rồi quý tử cái này có phải niết bàn không hoài nghi rồi để chút xíu mình ra hỏi không còn sao hiểu chưa? Hiểu chưa?
lại sân là tật, sân tật lặng hối, sân tật lặng hối, sân là tật đố, lặng sắc tức là bổn sẻn, keo kiệt, hối hận khó tiếc. Khi mình ngồi thiền mình thấy niết bàn, trời ơi tiếc quá, phải biết giữ đó là trên cái bát thôi, thì mình còn không biết bảo. Ha, thấy chưa? Tà kiến, ngã mạn, tật đố, bổn sẻn, hối tiếc, hối hận, phóng dật và nghi, phóng dật và nghi, ha, không trầm lên, tại mình sắp góc độ này, thì góc độ này, nghe chưa? Các bạn nghe kịp không? Cái này là học cái này để chuyên nghiệp với Abhidhamma, nghe chưa? Thế thì khi quý tử có phiền não, dù ở trong góc độ nào, quý tử chưa có niết bàn. Nhớ ha, người có niết bàn là người không có phiền não, được chưa? Nếu thế thì giờ sẽ hỏi là cái người đã diệt thân kiến rồi, họ nói họ diệt thân kiến rồi, họ buồn không? À, sẽ hỏi rằng cái người mà diệt cái thân kiến rồi đó, họ người diệt thân kiến rồi đó, họ còn buồn không? Trời ơi, tôi thấy chị nha, là cái sừng mép của mặt cả này. Trời ơi, buồn quá. Nó tự nghe kèm không? Phải cả, phải cả cũng phải. Kịp ha. Khi mà thân kiến á, cái thân kiến mà còn thì không có đi bàn phải không? Thân kiến còn không có đi bàn. Nhà sơ đạo sơ quả là không có thân kiến. Như thế thì ai nói tới gì ta về cái thân này, ai nói về cái thân này của quý tử đó là quý tử không còn bị dao động, là không có bị phiền não, tỉnh bơ vậy đó, chứ không phải là mình nguội lạnh, lạnh lùng, không có cái đó. Cái này là mình có trạng thái mình không có bị dao động, mình theo dõi được cái gì, tạo bởi cái gì, cái tâm. Thảm nào cái người mà giữ ngự được cái tâm, cái người mà giữ được cái tâm thì cái thân này còn bị chi phối không? Phải đó, cái tê là nó lên mà sư muốn nói với tự trước khi niệm cái tê với tự niệm cái tâm mình trước mà, phải không ạ? Thì cái khi mà cứ tự niệm được cái tâm của mình đó là tâm đang bắt đầu là lo thì niệm lo sợ thì niệm sợ sợ, còn để cái tê nữa không, còn để cái tê nữa không, không có thời giờ để, không có thời giờ để cái tê. Loa, xoa, đứt gần, nó có gì mà thấy cái tay đó, đúng không? Là chưa? Thấy khó. Thì khi mà mình niệm, mà mình đắc đạo quả rồi đó, thì còn cái thân kiến được không? Tại vì mình niệm được cái tâm mình, thì ai nói tới cái thân kiến mình đâu còn đủ để mà mình nghe, được thấy, được biết, về thắng. Kiến nữa vì cái tâm mình đang làm chủ rồi. Là phiền não không còn chính thức, niết bàn ở tại nơi đó, được chưa? Nắm được chưa? Sao mà em buồn? Nắm được chưa? Dạ nắm được chưa? Dạ. Đau quá không? Đau quá không? Dạ. Đâu quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm này, quyết tâm này, đã qua thầy, chưa biết đó, quyết tâm thầy, đó là mà đâu quả không, thầy nói rồi, đâu quả, ba là mà không, quyết tâm, ba, chín người, phải không, cái đó là niệm đó, quý Phật tử thấy lòng nó mắc nhiều cơ hội đó, cái gục què đó là gì, chưa có cái gục què, khó là đâu có gục què. Ngộ với đại ngộ hả? Dạ. Ngộ là cái trạng thái như nhau, đại với độ. Còn họ muốn em bự nhỏ cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi, ngộ là có sự hiểu tri, sự hiểu biết sắc suốt rồi, là ngộ, là đủ rồi. Chứ mấy cô đừng thêm đại tiểu gì trong đó nữa. Nói dường nam thì chiêu hẳn. Nó thèm ra, thèm vô, tiểu lớn nhỏ đại. Tiểu nhỏ này lớn, thêm hoài hoài lắm. Quan trọng là ngộ là được rồi, quý tử nghe kịp ha, dạ chứ nè, do đó đó bữa nay quý tử làm một cái bài thực tập, một bài thực tập thiền hành bữa nay là quý tử phải niệm ra cái tâm trước khi mỗi cái sự diệt kỳ của sắc pháp lên
cái thằng này lên, cái tưởng mình niệm cái tâm nó trước, mà tâm nó đang đi cái nào, cái tưởng niệm cái tâm nó tại cái đó trước, trước khi cái tưởng niệm cái thằng, cái thằng nó cái tưởng chắc chắn nó sẽ niệm, nhưng mà cái tưởng niệm cái tâm này trước, tâm bực mình á, bực à, khó chịu à, khó à, cái tưởng niệm hoài cái đó trước, đừng có niệm cái tê. Thì mình phải giải quyết cái tâm ý này trước đã, rồi mình mới niệm cái tê. Mình phải lập cái phát thiện này trước, rồi mới có thiện, bắt đầu mới niệm cái sắc pháp. Kịp chưa? Hãy đi ba bước. Hãy niệm cái tác ý mình trước. Tác ý mình còn phát thiện, phải cắt bỏ phát thiện ra được. Sau khi mà hết phát thiện này, có thiện không đó, thì mới bắt đầu mới niệm sắc pháp. Hãy đi ba bước. Kịp chưa? Nắm định chưa? Yeah. Đầu quả không? Dạ. Yeah. Dạ quá. Sẽ yếu quá, đầu quá sẽ yếu quá, cái đầu này chắc là tình yếu tôi đầu quá. Chứ không phải tôi đầu quá. Đây là tình yếu tôi đầu quá. Có, đây là cái con đường mà sắp sửa mà đi tới hành xã đó là tiểu tôi đầu quá đó. Nhá. Yeah. Tức là bắt đầu bỏ chạy rồi đó, là tiểu tôi đầu quá rồi đó. À, bỏ chạy để mà cuốn chiếu đó là tiểu tôi đầu quá. Đâu. Tiểu tôi đầu quá. Được chưa? Được, nắm được cái đó ha. Và quý tử phải nhớ nó không thay đổi. Thì thế thì quý tử cứ lo nhìn thực tính để bắt được thực tướng vô thường khổ đau. Xin nhắc rõ nghe đó. Được chưa? Rồi đứng lên. Nghỉ 10 phút chuẩn bị chút vô.